Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, phẩm Công Đức Ban Đầu Phát Tâm thứ 17. Lúc ban đầu phát tâm liền thành chánh giác, đây là pháp môn đốn ngộ. Đốn ngộ tức là chẳng tu trì mà liền chứng được chánh giác. Tại sao lại như vậy? Vì trong quá khứ đã từng phát tâm tu hành Bồ Tát đạo, hiện tại công đức viên mãn, căn lành chín mùi cho nên khai ngộ. Ban đầu phát tâm tức là hiện tại bắt đầu phát tâm Bồ Đề tu đạo vô thượng. Trong quá khứ chẳng có phát tâm Bồ Đề, tức cũng là một niệm tin Phật ban đầu, một niệm học Phật Pháp ban đầu, một niệm nghĩ xuất gia ban đầu. Bồ Tát ban đầu phát tâm rất nhiều, nhưng Bồ Tát dũng mãnh tinh tấn thì rất ít, thành tựu quả vị Bồ Tát lại càng ít. Bồ Đề dịch là giác đạo. Chúng ta người tu đạo nhất định phải phát tâm giác đạo, tức cũng là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Nói đơn giản tức là trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Nói rộng ra là giữ năm giới, sinh tu lục độ vạn hạnh, đây đều là phát tâm Bồ Đề. Quy y Tam Bảo, gần gũi Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, đây cũng là phát tâm Bồ Đề. Không làm các điều ác, làm các việc lành, sinh tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si, đây đều là phát tâm Bồ Đề. Thậm chí không giữ tiền bạc, phiên dịch kinh điển, đây cũng là phát tâm Bồ Đề. Tóm lại lợi ích kẻ khác mà mình chẳng có ích kỷ lợi mình, đây tức là Bồ Đề tâm. Do đó phát tâm Bồ Đề lớn thì thành tựu quả lớn, phát tâm Bồ Đề nhỏ thì thành tựu quả nhỏ. Phát tâm Bồ Đề lớn thì tức thân thành Phật, phát tâm Bồ Đề nhỏ thì phải trải qua số kiếp mới thành đạo. Công đức tức là làm việc lợi ích cho chúng sinh, ví như làm cầu, làm đường, xây chùa, xây tháp đều là công đức. Làm việc thiện viên mãn thì có công đức, do đó công đức vô lượng. Xong Bồ Tát đem hết tất cả công đức hồi hướng cho tất cả chúng sinh, công đức ban đầu phát tâm không thể nghĩ bàn, tức là suốt thuở vị lai cũng nói không hết. Vì một khi phát tâm thì liền có thể thành Phật, tất nhiên thành Phật cho nên công đức vô cùng vô tận. Phẩm này là phẩm thứ 17 trong Kinh Hoa Nghiêm. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Bồ Tát Pháp Huệ rằng: Phật tử, Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề đắc được bao nhiêu công đức? Lúc đó vị trời Đế Thích đối với Bồ Tát Pháp Huệ nói: Phật tử, xin hỏi Ngài, lúc Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề thì cứu kính đắc được công đức số lượng bao nhiêu, xin Ngài từ bi khai thị. Trời Đế Thích gọi là Nhân Đà La, còn gọi là Thích Đề Hoàn Nhân, sao ông ta lại được làm chủ trời đắc lợi? Trong quá khứ ông ta là một phụ nữ rất nghèo nhưng có tâm lành lớn. Một ngày nọ đi ngang qua một ngôi chùa, thấy chánh điện dột nát sập sệ, mái chùa chẳng còn nữa, tượng Phật bị mưa gió màu vàng trên thân chẳng còn nữa, mất đi sự trang nghiêm. Do đó cô ta phát tâm muốn tu sửa lại, nhưng chẳng có tiền, biết làm sao? Người có chí việc tất thành. Cô ta đi các nơi hóa duyên, cảm động 32 người nữ đến trợ giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện. Chẳng bao lâu công đức viên mãn, thân Phật vàng óng ánh chói mắt, chánh điện tu sửa lại rất trang nghiêm. Sau khi cô ta chết đi, vì nhờ công đức đó cho nên được sinh về cõi trời đắc lợi làm thiên tử. Còn 32 người nữ kia cũng làm thiên chủ 32 trời. Do đó có thể biết, phàm là phát tâm làm công đức thì nhất định sẽ được quả báo thiện. Do đó, trồng nhân lành được quả lành. Bồ Tát Pháp Huệ nói, nghĩa này rất thâm sâu, khó nói, khó biết, khó phân biệt, khó tin hiểu, khó chứng, khó hành, khó thông đạt, khó suy ngẫm, khó độ lượng, khó hướng vào. Vị Bồ Tát Pháp Huệ đối với trời Đế Thích nói, nghĩa lý của công đức này rất thâm áo, chẳng dễ gì nói ra, cũng chẳng dễ gì biết được, càng chẳng dễ gì phân biệt được. Số lượng công đức này nói ra bạn cũng không thể tin, cũng không thể hiểu đặng. Công đức này cũng chẳng dễ gì chứng thật, cũng chẳng dễ gì tu hành, khó thông đạt vô ngại, khó suy ngẫm chắc lượng, không thể dùng thước để độ lượng, cũng không thể dùng cân để cân lượng. Công đức này chẳng dễ gì hướng vào, số lượng rốt ráo có bao nhiêu, chẳng cách chi biết được. Tuy nhiên tôi sẽ nương sức oai thần của Phật để vì ông mà nói. Bồ Tát Pháp Huệ lại nói, tuy nhiên công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề rất thâm sâu, chẳng dễ gì biết được. Song tôi Bồ Tát Pháp Huệ sẽ nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật để vì các ông đại chúng nói ra công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm có bao nhiêu. Tâm lý của chúng sinh đều có hiện tượng biến thái, tin tà chẳng tin chánh, tin ác chẳng tin thiện. Giảng Phật pháp chân chánh cho họ nghe thì họ chẳng muốn nghe, giảng tà pháp cho họ nghe thì họ thích nghe. Tại sao?
Vì tâm của chúng sinh có ô nhiễm dơ bẩn, cho nên hoan hỷ nghe pháp ô nhiễm. Do đó căn lành sâu thì nghe lời thiện, tội nghiệp nặng thì nghe lời ác. Người có căn lành đến chùa Kim Sơn thì giống như đến được nhà của mình. Sao người chẳng có căn lành đến được chùa Kim Sơn thì cảm thấy ở trong hầm băng, toàn thân chẳng thoải mái. Cho nên người đến chùa Kim Sơn để nghe kinh đều là người có căn lành lớn. Sao có người tuy đến chùa Kim Sơn nhưng chẳng hiểu quy củ của chùa Kim Sơn, vẫn tùy tiện, tập khí ở nhà cũng chẳng bỏ, mà bệnh cũng chẳng thay đổi. Mọi người phải biết, nếu tập khí ma bệnh chẳng trừ khử sạch thì trí huệ không thể hiện tiền. Phật tử, nếu như có người dùng tất cả nhà cụ cúng dường hết thảy chúng sinh ở phương Đông A Tăng Kỳ thế giới trải qua một kiếp, sau đó dạy khiến cho họ giữ năm giới thanh tịnh, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Bồ Tát Pháp Huệ đưa ra một ví dụ để nói rõ công đức ban đầu phát tâm có bao nhiêu, là 11 cái. 1. Dụ lợi lạc chúng sinh. 2. Dụ mau chóng bộ sát. 3. Dụ biết kiếp thành hoại. 4. Dụ khéo biết thắng giải. 5. Dụ khéo biết các căn. 6. Dụ khéo biết dục lạc. 7. Dụ khéo biết phương tiện. 8. Dụ khéo biết tâm kẻ khác. 9. Dụ khéo biết tướng nghiệp. 10. Dụ khéo biết phiền não. 11. Dụ cúng Phật và Tăng. Bồ Tát Pháp Huệ gọi một tiếng Phật tử, nếu như có người dùng đủ thứ nhạc cụ để cúng dường hết thảy chúng sinh ở phương Đông A Tăng Kỳ thế giới, vô lượng số thế giới, trải qua thời gian một kiếp, sau đó dạy khiến cho vô lượng vô số vô biên chúng sinh giữ gìn năm giới thanh tịnh ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn hướng, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, bốn phương, phương trên, phương dưới, chín phương này cũng đều như vậy. Một kiếp là gì? Lấy tuổi thọ con người 84.000 tuổi làm tiêu chuẩn, mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi, thân cao giảm đi 1 tấc, giảm đến tuổi thọ con người 10 tuổi là ngừng. Do đó mỗi 100 năm tuổi thọ lại tăng thêm 1 tuổi, thân cao tăng lên 1 tấc, tăng cho đến 84.000 tuổi là ngừng. Một lần tăng một lần giảm như vậy gọi là một kiếp. Phật tử, ý của ông thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Ý nghĩ cảm giác của ông như thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Ông hãy nói cứu kính có bao nhiêu? Đế Thích nói, Phật tử, công đức của người đó chỉ có Phật mới biết được, ngoài ra tất cả chẳng có ai lường được. Trời Đế Thích đối với Bồ Tát Pháp Huệ nói rằng, Phật tử, công đức của người đó cứu kính có bao nhiêu? Chúng tôi chẳng biết được, ngoài ra tất cả chúng sinh đều không thể nào lường được công đức đó có bao nhiêu. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử, công đức người đó so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng 1%, chẳng bằng 1/1000, chẳng bằng 1/100.000. Như vậy 1 phần ức, 1% ức, 1/1000 ức, 1/100.000 ức, 1 phần na do tha ức, 1% na do tha ức, 1/1000 na do tha ức, 1/100.000 na do tha ức, 1 phần số, 1 phần ca la, 1 phần toán, 1 phần dụ, 1 phần yubani sa đà. Bồ Tát Pháp Huệ lại nói, Phật tử, công đức của người đó tuy nhiều không thể nói, nhưng nếu so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm thì chẳng bằng 1%, 1/1000, 1/100.000, 1 phần ức, 1/100 ức, 1/1000 ức, 1/100.000 ức, 1 phần na do tha, 1/100 na do tha, 1/1000 na do tha, 1/100.000 na do tha, 1 phần số, 1 phần ca la, 1 phần toán, 1 phần dụ, 1 phần yubani sa đà. Có công đức nhiều như vậy cũng chẳng bằng 1 phần công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. Phật tử, đừng nói đến ví dụ này. Nếu như có người đem tất cả nhà cụ cúng dường cho hết thảy chúng sinh trong 10 phương 10 A Tăng Kỳ thế giới trải qua 100 kiếp, do đó dạy khiến cho họ tu 10 điều lành. Phật tử, hãy tạm ngừng ví dụ ở trên, bây giờ đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người dùng đủ thứ nhạc cụ để cúng dường hết thảy chúng sinh trong 10 phương 10 A Tăng Kỳ thế giới trải qua thời gian 100 kiếp, sau đó dạy khiến cho họ tu học 10 điều lành. 10 điều lành là gì? Tức là pháp, 3 nghiệp, thân khẩu ý thành tịnh. Thân nghiệp chẳng phạm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu nghiệp chẳng phạm nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi, nói chửi mắng. Ý nghiệp chẳng phạm tham sân si. Đây là 10 điều lành. Cúng dường như vậy trải qua 1000 kiếp, sau đó dạy họ trụ ở tứ thiền trải qua 100.000 kiếp, dạy họ trụ ở 4 tâm vô lượng trải qua ước kiếp, dạy họ trụ ở 4 định vô sắc
trải qua trăm ước kiếp dạy họ trụ ở quả Tu Đà Hoàn, trải qua ngàn ước kiếp dạy họ trụ ở quả Tư Đà Hàm, trải qua trăm ngàn ước kiếp dạy họ trụ ở quả A Na Hàm, trải qua Na Do Tha ước kiếp dạy họ trụ ở quả A La Hán, trải qua trăm ngàn Na Do Tha ước kiếp dạy họ trụ ở quả Bích Chi Phật. Như vậy cúng dường nhạc cụ cho hết thảy chúng sinh trong mười phương mười A Tăng Kỷ thế giới, trải qua thời gian một ngàn kiếp, sau đó giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở bốn thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, tu tập pháp bốn thiền định, trải qua trăm ngàn kiếp thời gian để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở bốn tầm vô lượng, trải qua thời gian ước kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở bốn định vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tu tập pháp bốn không định. Công đức này có thể nói là rất lớn, song cũng chẳng bằng một phần công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, trải qua trăm ức kiếp thời gian để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả Tư Đà Hoàn, sơ quả A La Hán, dịch là dự lưu hoặc nghịch lưu, dự vào dòng thánh nhân pháp tánh, nghịch dòng phàm phu lục trần, còn có bảy lần sinh tử. Khi chứng được sơ quả thì mắt chẳng tham sắc, tai chẳng tham tiếng, mũi chẳng tham hương, lưỡi chẳng tham vị, thân chẳng tham xúc, ý chẳng tham pháp, chẳng bị cảnh giới sáu trần lay chuyển, tâm định như núi. Lúc đó ngày ngày mưu đạo, chẳng mưu thực, chẳng mưu, tức là chẳng nghĩ, chỉ nghĩ tu đạo, chẳng nghĩ ăn vật ngon. Nếu bạn muốn chắc lượng mình có chứng quả hay không, thì hỏi chính tâm của mình, có muốn ăn vật ngon chăng? Nếu có tâm tham này, thì đó là chứng mình chẳng chứng quả, vẫn còn ở trong giai đoạn phàm phu tục tử. Sơ quả A-la-hán đi đường, thì chân chẳng dính đất, giống như đi trong hư không. Tại sao phải như vậy? Vì có tâm từ bi, rất sợ đạp chết kiến và trùng nhỏ. Ai có thể đi được như vậy thì người đó chứng được sơ quả A-la-hán. Chẳng có cảnh giới này mà nói chứng quả là phạm tội đại vọng ngữ, tương lai chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Trải qua thời gian dài ngàn ước kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả Tư Đà Hàm, nhị quả A-la-hán, dịch là Nhất Lai, một lần sinh về trời, một lần sinh xuống nhân gian, thọ hai phen sinh tử mới vào được hữu dư niết bàn. Trải qua thời gian lâu dài trăm ngàn ước kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả A Na Hàm, tam quả A La Hán, dịch là Bất Lai hoặc Bất Hoàn, tức là chẳng đến dục giới thọ sinh tử, ở sắc giới hoặc vô sắc giới thọ một lần sinh tử mới vào được hữu dư niết bàn. Trải qua thời gian lâu dài Na Do Tha ước kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở quả A La Hán, dịch là Vô Sinh, tức là chẳng sinh chẳng diệt, đã chấm dứt phần đoạn sinh tử, chứng được hữu dư niết bàn. Lúc này chứng được bậc vô học, học đạo đã viên mãn, chẳng cần tu học nữa. Trải qua thời gian lâu dài trăm ngàn Na Do Tha ước kiếp để giáo hóa tất cả chúng sinh trụ ở Bích Chi Phật, thế gian chẳng có Phật mà khai ngộ thì được gọi là độc giác, có Phật mà khai ngộ thì gọi là duyên giác. Công đức của người đó tuy rất rộng lớn nhưng chẳng bằng một phần công đức ban đầu phát tâm. Phật tử, ý ông thế nào, công đức của người đó có nhiều chăng? Đế Thích nói, Phật tử, công đức của người đó chỉ có Phật mới biết được. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, Phật tử, theo ý của ông như thế nào? Người đó trải qua vô lượng kiếp, cúng dường các thứ nhà cụ cho tất cả chúng sinh và dạy khiến cho họ trụ ở tứ thiền, tứ vô lượng tâm, cho đến Bích Chi Phật, vân vân. Công đức của người đó có nhiều chăng? Đế Thích nói, Phật tử, công đức của người đó được bao nhiêu, chúng ta chẳng cách chi biết được, chỉ có Phật mới biết được. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử, công đức của người đó so với Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần trăm ngàn cho đến chẳng bằng một phần Upanishada. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, Phật tử, công đức của người đó so với Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn cho đến chẳng bằng một phần Upanishada. Tại sao, Phật tử? Vì tất cả chư Phật ban đầu phát tâm thì chẳng những đem tất cả nhà cụ cúng dường hết thảy chúng sinh trong mười phương A Tăng Kỷ thế giới trải qua trăm kiếp cho đến trăm ngàn Na Do Tha ước kiếp mà phát Bồ Đề Tâm, chẳng những vì dạy những chúng sinh đó tu năm giới mười điều lành, giáo hóa họ trụ ở bốn thiền, bốn tầm vô lượng, bốn định vô sắc, cho đến chứng quả Tu Đà Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật mà phát tâm Bồ Đề.
Ở trước đưa ra đủ thứ ví dụ để hình dung công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, song chẳng có công đức nào sánh bằng. Là nhân duyên gì Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử? Mười phương ba đầy tất cả chư Phật, lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề thì chẳng những đem tất cả nhạc cụ để cúng dường hết thảy chúng sinh trong mười phương, mười a tăng kỳ thế giới, trải qua trăm kiếp cho đến trăm ngàn na do tha ước kiếp thời gian, vì đây để phát tâm Bồ Đề, chẳng những vì giáo hóa hết thảy những chúng sinh đó, khiến cho họ tu năm giới mười điều lành, hoặc vì dạy họ trụ ở bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc giáo hóa họ chứng được quả tu đà hoàn, quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán, quả bích chi phật mà phát tâm bồ đề, mà vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng dứt, vì đầy khắp tất cả thế giới, vì độ thoát tất cả thế giới chúng sinh, vì biết hết tất cả thế giới thành hoại, vì biết hết chúng sinh cấu tịnh trong tất cả thế giới, vì biết hết tất cả thế giới tự tánh thanh tịnh, vì biết hết tất cả tâm chúng sinh sở thích phiền não tập khí, vì biết hết tất cả chúng sinh trước đây sinh kia, vì biết hết các căn phương tiện của tất cả chúng sinh, vì biết hết tâm hành của tất cả chúng sinh, vì biết hết trí ba đời của tất cả chúng sinh, vì biết hết cảnh giới bình đẳng của tất cả chư Phật mà phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tại sao Bồ Tát phải phát tâm Bồ Đề? Một, vì muốn tiếp nối huệ mạng của Phật, khiến cho chủng tánh của Phật chẳng dứt, nghĩa là khiến cho huệ mạng của Phật tiếp tục tồn tại vĩnh viễn, khiến cho đèn trí huệ của Phật chiếu sáng mãi mãi, chiếu soi tất cả thế giới, vì khiến cho hạt giống Phật vĩnh viễn trụ thế. Hai, vì khiến cho Phật Pháp đầy khắp hết thảy tất cả thế giới, Phật thấy tất cả chúng sinh ở thế giới Ta Bà và thế giới khác đều khổ nhiều vui ít, chấm mê chẳng ngộ, cho nên khiến cho chúng sinh quay lưng trần lao hợp với giác ngộ, mới có thể liều khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Ba, vì độ thoát hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới cho nên Phật mới phát tâm Bồ Đề. 4. Vì hết tất cả thế giới thành trụ hoại không bốn tướng, trái đất có thành trụ hoại không, con người có sinh già bệnh chết, vật có sinh trụ dị diệt, nhất định là có lý do. 5. Vì biết hết tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới nhiễm như thế nào, được thanh tịnh như thế nào, nếu nhiễm pháp thế gian tức là nhiễm ô, nếu xả bỏ pháp thế gian bỏ mê về giác, trở về nguồn cội tức là thanh tịnh. 6. Vì biết hết tất cả thế giới tự tánh là thanh tịnh. 7. Vì muốn biết sự ưa thích, sự phiền não, hết thảy tập khí ở trong tâm của tất cả chúng sinh. 8. Vì muốn biết hết thảy chúng sinh nguyên nhân gì, ở nơi này chết, lại sinh ra ở nơi khác. 9. Vì biết hết đủ thứ căn tánh của tất cả chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện gì có thể giáo hóa chúng sinh. 10. Vì biết hết tâm nghĩ, biểu hiện hành động ở trong tâm của tất cả chúng sinh, vì chúng sinh mê hoặc quá sâu, chẳng biết trở về nguồn cội, cho nên Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề. 11. Vì biết hết trí huệ ba đời của tất cả chúng sinh, ba đời là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, cũng có thể nói hôm qua, ngày nay, ngày mai, và cũng có thể nói năm qua, năm nay, năm tới, tóm lại bất cứ nói như thế nào, cũng đều có thể thành lập ba đời, do đó pháp vô định pháp, pháp chẳng có nhất định, đừng chấp trước, nhất là cảnh giới hoa nghiêm là viên dung vô ngại, nói ngang nói dọc cũng đều có lý. 12. Vì muốn biết cảnh giới của tất cả chư Phật, cảnh giới của chúng sinh, cảnh giới của tâm đều là bình đẳng, do đó tâm, Phật và chúng sinh cả ba chẳng khác biệt. Vì muốn biết đủ thứ nhân duyên, cho nên mới phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây là ví dụ thứ nhất, dụ lợi lạc chúng sinh. Người phát tâm Bồ Đề chẳng phải Phật cũng chẳng phải Bồ Tát, mà là chúng ta người tu đạo. Vì Phật Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, tức đã biết đủ thứ cảnh giới vừa nói ở trên, đủ thứ đạo lý, thì phải dũng mãnh tinh tấn, đừng giải đãi hoặc phóng dật. Phật tử, hãy miễn ví dụ này. Nếu như có người trong một niệm có thể đi qua phương đông A Tăng Kỳ thế giới, niệm niệm như vậy hết số kiếp A Tăng Kỳ, các thế giới đó không có ai hiểu được. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử, ví dụ vừa nói ở trên, hãy tạm gác lại. Bây giờ đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người ở trong một niệm thời gian rất ngắn, trải qua các thế giới nhiều như số A Tăng Kỳ ở phương Đông, ở trong mỗi niệm đều trải qua các thế giới nhiều như vậy, trải qua suốt A Tăng Kỳ kiếp thời gian, những thế giới đó chẳng có ai biết được mà mé. Tại sao? Vì trong một niệm trải qua vô lượng thế giới, trong một niệm trải qua vô lượng vô biên vô số thế giới,
hạ huống là trải qua vô lượng số kiếp thời gian. Thật chẳng có ai biết được cứu kính có bao nhiêu, chẳng cách chi tính được. Và người thứ hai ở trong một niệm trải qua các thế giới, mà người ở trước đã trải qua A Tăng Kỳ kiếp, như vậy cũng hết số kiếp A Tăng Kỳ. Lần lượt cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Và người thứ hai cũng ở trong một niệm trải qua các thế giới, mà người thứ nhất đã trải qua A Tăng Kỳ, cứ lần lượt như vậy cho đến người thứ 10. Ở phương Đông tình hình như vậy, ở phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới chín phương này cũng đều như vậy. Phật tử trong 10 phương này, phàm là có 100 người, mỗi người cũng đều như vậy trải qua các thế giới. Các thế giới đó có thể biết được bờ mé. Còn Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đà La tạm hiệu Tam Bồ Đề đắc được cát lành, chẳng có ai biết được bờ mé. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử, trong 10 phương này, dù có 100 người, mỗi người đều trải qua các thế giới như vậy, các thế giới đó sẽ tính biết được bờ mé của nó. Nhưng Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đà La tạm hiệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác, công đức và cát lành đắc được, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao, Phật tử? Vì Bồ Tát chẳng giới hạ, nhưng vì biết rõ các thế giới đã trải qua mà phát tâm Bồ Đề. Vì muốn biết rõ 10 phương thế giới mà phát tâm Bồ Đề. Tại sao không thể biết bờ mé công đức và cát lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề? Phật tử, vì Bồ Tát tu pháp vô sở định, nhưng Bồ Tát tĩnh cực tư động, muốn qua các thế giới nhiều như vậy để tìm chúng sinh có thể độ được, thì thấu rõ thế giới như thế nào. Vì Bồ Tát có cầu biết dục, cho nên muốn đến nhiều thế giới để quan sát nhân duyên mà phát tâm Bồ Đề, tức cũng là tu đạo, thì theo Phật Pháp tu hành mới đắc được giác đạo. Bồ Tát không việc tìm việc làm, việc không nên biết, Ngài muốn biết, muốn thấu rõ 10 phương thế giới mà phát tâm Bồ Đề, tức cũng là muốn tu hành. Tu hành là chức nghiệp của Bồ Tát, Bồ Tát chẳng tu hành thì thất nghiệp. Phật Pháp là gì? Chỉ tóm tắt một lời, đó là chìa khóa. Hiện tại giảng kinh tức là giảng chìa khóa, hiện tại thuyết pháp tức là nói chìa khóa. Vốn chẳng mất đi nhưng không biết dùng nó, khi nào tìm được chìa khóa trí huệ này thì lúc đó sẽ khai mở được cửa vô minh, đó tức là lúc khai ngộ. Mong các vị chuyên nhất để tìm chìa khóa trí huệ này, đó là muốn biết rõ diệu thế giới tức là thế giới thô tức là diệu thế giới ngửa tức là thế giới úp, thế giới nhỏ tức là thế giới lớn, thế giới lớn tức là thế giới nhỏ, thế giới rộng tức là thế giới hẹp tức là thế giới rộng, một thế giới tức là bất khả thuyết thế giới, bất khả thuyết thế giới tức là một thế giới, bất khả thuyết thế giới và một thế giới và bất khả thuyết thế giới dơ tức là thế giới sạch tức là thế giới dơ. Đó là muốn biết rõ diệu thế giới, tức là thế giới thô. Thế giới thô tức là thế giới diệu mà phát tâm Bồ Đề. Gì là diệu thế giới? Tức là thế giới trang nghiêm thành tịnh, giống như thế giới cực lạc. Gì là thế giới thô? Tức là thế giới năm trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, như thế giới tạp bà. Muốn kiến lập thế giới thanh tịnh trang nghiêm thì phải ở trong thế giới năm trược mà kiến lập. Muốn chuyển biến thế giới năm trược thành thế giới tốt đẹp thì phải ở tại đây dụng công phu. Cho nên thế giới thanh tịnh trang nghiêm có thể biến thành thế giới thô xấu. Thế giới năm trược có thể biến thành thế giới tốt đẹp, có thể tốt đẹp như thế nào, có thể thô xấu như thế nào, thì quyết định ở tại tư tưởng của mình. Trong tâm chẳng có tư tưởng nhiễm ô, tức là thế giới diệu, tốt đẹp. Nếu trong tâm có rất nhiều vọng tưởng, dục niệm, tham sân si, vân vân, tức là thế giới thô xấu, tóm lại thế giới diệu và thế giới thô chẳng lìa khỏi tâm thế giới của bạn. Tâm thế giới chẳng lìa khỏi một tâm niệm. Một tâm niệm có thể trở thành thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Một tâm niệm có thể trở thành thế giới thô năm trược. Thế giới ngửa tức là thế giới úp. Thế giới úp tức là thế giới ngửa. Gì là thế giới ngửa? Tức là thế giới cao. Gì là thế giới úp? Tức là thế giới thấp. Thế giới cao thấp là một thể. Tại sao thành tựu thế giới ngửa? Tại sao thành tựu thế giới úp? Cơ sở của thế giới úp tức là thế giới ngửa. Căn bản của thế giới ngửa tức là thế giới úp. Thế giới nhỏ tức là thế giới lớn. Thế giới lớn tức là thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ tụ tập nhỏ mà thành lớn, có thể trở thành thế giới lớn. Thế giới lớn phân ra tức cũng là một bộ phận của thế giới nhỏ,
cho nên lớn nhỏ vô hại. Thế giới rộng tức là thế giới hẹp, thế giới hẹp tức là thế giới rộng. Thế giới hẹp mà mở rộng ra tức là thế giới rộng. Thế giới rộng mà thu hẹp lại thì trở thành thế giới hẹp. Một thế giới tức là bất khả thuyết thế giới. Bất khả thuyết thế giới tức là một thế giới. Tại sao nói như vậy? Vì thế giới với thế giới có mối quan hệ với nhau. Mỗi hạt bụi và mỗi thế giới đều thông đạt với nhau. Giống như sóng điện radar, tầm điện của chúng ta chúng sinh thông đạt với nhau. Tại sao đắc được tha tâm thông? Vì có sóng điện tâm linh tác dụng cảm ứng. Trong mỗi lỗ chân lông đều có thiết bị máy radar. Tu hành thành công thì máy radar của lỗ chân lông đều phát sinh tác dụng. Máy radar và máy radar cùng nhau thông đạt vô ngại. Sóng điện và sóng điện cùng nhau thông đạt vô ngại. Cho nên nói tha tâm thông là việc rất bình thường, chẳng có gì lạ lùng. Giống như bây giờ, có người chẳng biết sử dụng máy vi tính và máy radar. Nếu học qua cách thức sử dụng thì mới sử dụng được. Hiện tại chúng ta tu hành tức là học kỹ thuật máy vi tính và máy radar trong tâm linh. Không thể nói thế giới vào được trong một thế giới. Một thế giới cũng có thể vào trong bất khả thuyết thế giới. Tại sao? Vì nó cùng nhau thông đạt vô ngại. Thế giới dơ tức là thế giới sạch. Thế giới sạch tức là thế giới dơ. Thế giới dơ bẩn có thể biến thành thế giới sạch sẽ. Biến như thế nào? Do đó tất cả do tâm tạo. Tâm thanh tịnh rồi thì thế giới sẽ thanh tịnh. Thấy gì cũng đều thanh tịnh. Giống như người thấy nước là nước, Phật Bồ Tát thấy nước là lưu ly, quỷ đói thấy nước là lửa ngọn. Cùng tình hình như vậy, thế giới thanh tịnh cũng có thể biến thành dơ bẩn. Biến như thế nào? Tâm có tư tưởng nhiễm dơ bẩn thì thấy gì cũng đều chẳng thanh tịnh. Dù đến được thế giới thanh tịnh trang nghiêm cũng cảm thấy là thế giới năm trược, vì trong tâm chẳng sạch sẽ, do đó mười pháp giới chẳng lìa một tâm niệm. Vì muốn biết trong một đầu sợi lông tất cả thế giới tánh khác biệt, trong tất cả thế giới một đầu sợi lông một thể tánh, muốn biết trong một thế giới sinh ra tất cả thế giới, muốn biết tất cả thế giới không thể tánh, muốn dùng một tâm niệm biết hết tất cả thế giới rộng lớn chẳng chướng ngại mà phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bồ Tát muốn biết tánh khác biệt của tất cả thế giới trong một đầu sợi lông đều có quan hệ với nhau. Một thể tánh, một đầu sợi lông trong tất cả thế giới, Bồ Tát muốn biết trong một thế giới sinh ra tất cả thế giới, cho nên hay sinh ra vô lượng thế giới. Mỗi hạt bụi trong mỗi thế giới có thể thành tựu vô lượng vô biên thế giới. Bồ Tát muốn biết tất cả thế giới chẳng có một thể tánh, đều là nhân duyên mà sinh ra, nhân duyên mà diệt. Thành trụ hoại không chẳng phải là một thể tánh cứu kính bất hoại. Bồ Tát muốn dùng một tâm niệm biết hết thế giới rộng lớn vô biên mà chẳng có chướng ngại, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ hai, dụ mau chóng Bồ Tát. Phật tử, hãy miễn ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được kiếp số thành hoại A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, niệm niệm như vậy hết A Tăng Kỳ kiếp, các số kiếp đó chẳng có ai biết được bờ mé. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ ở trước vừa nói, hiện tại lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người ở trong một niệm biết được kiếp số thành trụ hoại không A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, trong mỗi niệm đều như thế, hết số kiếp A Tăng Kỳ trải qua thời gian dài như vậy, kiếp số nhiều như vậy, cứu kính có bao nhiêu, chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Có người thứ hai nơi một tâm niệm biết được kiếp số của người thứ nhất biết trong A Tăng Kỳ kiếp, nói rộng như vậy cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Lại có người thứ hai cũng trong một tâm niệm biết được kiếp số của người thứ nhất biết trong A Tăng Kỳ kiếp thời gian, tức cũng là trong khoảng một niệm liền trải qua thời gian dài nhất của người ở trước, nói rộng như vậy cho đến người thứ 10, chín phương kia còn lại cũng đều như vậy. Phật tử, kiếp số thành hoại trong 10 phương A Tăng Kỳ thế giới đó có thể biết được bờ mé, còn công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Phật tử, kiếp số thành trụ hoại không trong 10 phương A Tăng Kỳ thế giới còn có thể biết được bờ mé của nó, song Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được công đức và căn lành chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết kiếp số thành hoại của các thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết kiếp số thành hoại của hết thảy tất cả thế giới không còn sót
mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Bồ Tát chẳng có bờ mé nhất định, chẳng có pháp độ nhất định, nhưng vì muốn biết các thế giới đó thành trụ hoại không như thế nào, vì bốn tướng kiếp số này cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết kiếp số thành trụ hoại không của tất cả thế giới không còn sót thừa mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là biết kiếp dài và kiếp ngắn bình đẳng, kiếp ngắn và kiếp dài bình đẳng, một kiếp và vô số kiếp bình đẳng, vô số kiếp và một kiếp bình đẳng, kiếp có Phật và kiếp không có Phật bình đẳng, kiếp không có Phật và kiếp có Phật bình đẳng, trong kiếp một vị Phật có bất khả thuyết vị Phật bình đẳng, trong kiếp bất khả thuyết vị Phật có một vị Phật bình đẳng, kiếp hữu lượng và kiếp vô lượng bình đẳng, kiếp vô lượng và kiếp hữu lượng bình đẳng, kiếp bất khả thuyết và một niệm bình đẳng, một niệm và kiếp bất khả thuyết bình đẳng, tất cả kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào tất cả kiếp. Đó là Bồ Tát muốn biết kiếp dài và kiếp ngắn là bình đẳng, kiếp ngắn và kiếp dài cũng là bình đẳng, kiếp dài chẳng lìa một niệm, kiếp ngắn cũng chẳng lìa một niệm, trong một niệm dài ngắn bình đẳng vô ngại. Giống như não tức là nước, nước tức là băng, lại giống như phiền não tức bồ đề, bồ đề tức phiền não, đều bình đẳng. Một kiếp và nhiều kiếp là bình đẳng, nhiều kiếp và một kiếp cũng là bình đẳng, một kiếp cũng là kiếp, nhiều kiếp cũng là kiếp, trong đó vốn chẳng có quan hệ thời gian cho nên nói là bình đẳng. Kiếp có Phật và kiếp không có Phật là bình đẳng, kiếp không có Phật và kiếp có Phật cũng là bình đẳng, kiếp có Phật ra đời và kiếp chẳng có Phật ra đời đều là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Trong kiếp một vị Phật có bất khả thuyết vị Phật ra đời, trong kiếp bất khả thuyết vị Phật có một vị Phật ra đời đều là bình đẳng, chẳng có phân biệt. Kiếp hữu lượng và kiếp vô lượng là bình đẳng, kiếp vô lượng và kiếp hữu lượng cũng là bình đẳng, kiếp hữu tận và kiếp vô tận là bình đẳng, kiếp vô tận và kiếp hữu tận là bình đẳng. Đây tức là chẳng có tâm phân biệt, nếu có tâm phân biệt thì tất cả đều chẳng bình đẳng. Kiếp bất khả thuyết thời gian và kiếp một niệm thời gian bình đẳng, kiếp thời gian một niệm và kiếp bất khả thuyết thời gian cũng bình đẳng, tất cả kiếp vào được trong phi kiếp, phi kiếp vào được trong tất cả kiếp đều là bình đẳng, chẳng có chướng ngại. Muốn ở trong một niệm biết hết tiền tế hậu tế và kiếp thành hoại tất cả thế giới hiện tại mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đây gọi là ban đầu phát tâm đại thệ trang nghiêm, biết rõ tất cả kiếp thần thông trí. Bồ Tát muốn ở trong một niệm biết hết kiếp số thành trụ hoại không của tất cả thế giới quá khứ vị lai hiện tại, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đây gọi là ban đầu phát tâm đại thệ nguyện trang nghiêm, trí huệ thấu rõ biết tất cả kiếp thần thông diệu dụng. Đây là ví dụ thứ ba, dụ biết kiếp thành hoại. Phật tử hãy thôi ví dụ này, nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thầy chúng sinh trong A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, niệm hiệm như vậy, hết số kiếp A Tăng Kỳ. Phật tử hãy tạm ngừng lại ví dụ vừa nói ở trên, hiện tại đưa ra một ví dụ khác nữa. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thầy chúng sinh trong A Tăng Kỳ thế giới ở phương Đông, trong niệm niệm đều biết được đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thầy chúng sinh trong A Tăng Kỳ thế giới, mà trải qua thời gian số kiếp A Tăng Kỳ. Có người thứ hai nơi một tâm niệm biết được người ở trước biết các kiến giải của chúng sinh trong A Tăng Kỳ kiếp, như vậy cũng hết A Tăng Kỳ kiếp. Lần lượt cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Lại có người thứ hai có thể ở trong một niệm biết được người ở trước biết các kiến giải khác nhau của chúng sinh trong A Tăng Kỳ kiếp, cũng như vậy hết A Tăng Kỳ kiếp thời gian. Lần lượt đến người thứ 10 ở chính phương kia cũng lại như thế. Phật tử, đủ thứ kiến giải khác nhau của chúng sinh trong 10 phương đó có thể biết được bờ mé công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng có ai biết được bờ mé. Các vị Phật tử, đủ thứ các kiến giải của tất cả chúng sinh trong 10 phương đều có thể biết được cứu kính có bao nhiêu, nhưng công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao, Phật tử? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết kiến giải của chúng sinh đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì biết hết đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy, Phật tử? Bồ Tát tu pháp bất định,
Nhưng vì muốn biết các kiến giải khác nhau của nhiều chúng sinh đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ kiến giải khác nhau của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì muốn biết vô biên kiến giải khác nhau, vì một chúng sinh kiến giải và vô số chúng sinh kiến giải bình đẳng, vì muốn được bất khả thuyết kiến giải khác biệt phương tiện trí quang minh, vì muốn biết hết mỗi mỗi kiến giải khác nhau của biển chúng sinh không thừa sót, vì muốn biết đủ thứ vô lượng kiến giải thiện bất thiện của quá khứ hiện tại vị lai, vì muốn biết kiến giải tương tự chẳng tương tự, vì muốn biết tất cả kiến giải tức là một kiến giải tức là tất cả kiến giải, vì muốn được sức kiến giải của Như Lai. Bồ Tát vì muốn biết tất cả kiến giải khác nhau chẳng có bờ mé, vì một chúng sinh kiến giải và nhiều chúng sinh kiến giải là bình đẳng, Bồ Tát vì muốn đắc được bất khả thuyết kiến giải khác nhau phương tiện trí huệ quang minh, Bồ Tát vì muốn biết hết biển chúng sinh mỗi mỗi kiến giải khác biệt không thừa sót, Bồ Tát vì muốn biết đủ thứ vô lượng kiến giải thiện bất thiện của đời quá khứ hiện tại vị lai, Bồ Tát vì muốn biết kiến giải tương tự kiến giải thế gian và kiến giải chẳng tương tự kiến giải xuất thế, Bồ Tát vì muốn biết tất cả kiến giải tức là một kiến giải, một kiến giải tức là tất cả kiến giải, Bồ Tát vì muốn đắc được giải thoát thập lực của Như Lai, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hữu thượng kiến giải, vô thượng kiến giải, hữu dư kiến giải, vô dư kiến giải, đẳng kiến giải, bất đẳng kiến giải khác nhau. Bồ Tát vì muốn biết hữu thượng kiến giải, tức là trí huệ kiến giải của Bồ Tát, vô thượng kiến giải, tức là trí huệ kiến giải của Phật, hữu dư kiến giải, tức là kiến giải của chín pháp giới chúng sinh, vô dư kiến giải, tức là kiến giải của Phật pháp giới, đẳng kiến giải, tức là tất cả đẳng đẳng kiến giải, bất đẳng kiến giải, tức là kiến giải bất tương đồng, vì có đủ thứ kiến giải khác nhau, cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì muốn biết hữu y kiến giải, vô y kiến giải, cộng kiến giải, bất cộng kiến giải, hữu biên kiến giải, vô biên kiến giải, sai biệt kiến giải, vô sai biệt kiến giải, thiện kiến giải, bất thiện kiến giải, thế gian kiến giải, xuất thế gian, kiến giải khác nhau. Bồ Tát vì muốn biết kiến giải có sở y, kiến giải vô sở y, kiến giải cộng đồng, kiến giải chẳng cộng đồng, kiến giải hữu biên, kiến giải vô biên, kiến giải có khác biệt, kiến giải chẳng khác biệt, kiến giải thiện, kiến giải chẳng thiện, kiến giải thế gian tức là sự hiểu biết của phàm phu, kiến giải xuất thế gian tức là sự hiểu biết của thánh nhân, có đủ sự khác biệt, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn ở nơi tất cả diệu kiến giải, đại kiến giải, vô lượng kiến giải, chánh lập kiến giải chung, đắc được trí không chướng ngại giải thoát của Như Lai, Bồ Tát vì muốn ở trong tất cả diệu kiến giải, đại kiến giải, vô lượng kiến giải, chánh lập kiến giải chung, đắc được trí không chướng ngại giải thoát của Như Lai, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn dùng vô lượng phương tiện, thầy đều biết tất cả cõi chúng sinh trong mười phương, mỗi mỗi chúng sinh hiểu thanh tịnh, hiểu ô nhiễm, hiểu rộng lớn, hiểu giản lược, hiểu vi tế, hiểu thô, không thừa sót. Bồ Tát vì muốn dùng vô lượng phương tiện, thầy đều biết hết tất cả cõi chúng sinh trong mười phương, mỗi một chúng sinh hiểu thanh tịnh, hiểu nhiễm ô, hiểu rộng lớn, hiểu hạn hẹp, hiểu vi tế, hiểu thô, mà triệt để minh bạch chẳng thừa sót, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì đều muốn biết giải thầm mật, giải phương tiện, giải phân biệt, giải tự nhiên, giải theo nhân mà khởi lên, giải theo duyên mà khởi lên, tất cả lưới giải đều không thừa sót, mà phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bồ Tát vì muốn biết hoàn toàn về kiến giải thâm mật, tức là kiến giải chân thật, kiến giải phương tiện, tức là phương tiện khéo léo, tức là nhân sự chế nghi, nhân địa chế nghi, nhân nhân chế nghi. Kiến giải phân biệt, tức là phân tích tử tế tất cả đạo lý. Kiến giải tự nhiên, tức là rất tự nhiên mà minh bạch. Kiến giải theo nhân khởi lên, tức là tùy theo đủ thứ nhân mà khởi lên đủ thứ kiến giải. Kiến giải theo duyên khởi lên, tức là tùy theo đủ thứ duyên khởi lên đủ thứ kiến giải. Tất cả kiến giải giống như tấm lưới, nếu minh bạch thì đắc được giải thoát, nếu chẳng minh bạch thì vĩnh viễn bị khốn ở trong lưới. Vì minh bạch hết hoàn toàn chẳng thừa sót mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ tư, dụ khéo biết thắng giải. Phật tử hãy ngừng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được các căn khác nhau của tất cả chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm đều như vậy, trải qua số kiếp A Tăng Kỳ. Phật tử hãy tạm gác lại ví dụ ở trên,
Hiện tại lại đưa ra một ví dụ khác nữa. Ví như có người ở trong một tâm niệm biết được các căn, sáu căn khác nhau của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, trong niệm niệm đều như vậy, trải qua thời gian dài A Tăng kỳ kiếp. Có người thứ hai nơi một tâm niệm biết được người ở trước biết các căn lành khác nhau trong niệm niệm trải qua số kiếp A Tăng kỳ. Nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Lại có người thứ hai trong một tâm niệm biết được người thứ nhất, mỗi mỗi tâm niệm biết các căn khác nhau của hết thảy tất cả chúng sinh, thời gian dài A Tăng kỳ kiếp. Nói rộng ra như vậy, cho đến người thứ 10, chín phương kia cũng đều như vậy. Phật tử, các căn khác nhau của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đó có thể biết được bờ mé. Còn công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Các vị Phật tử, các căn khác nhau của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đó có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, chỉ vì muốn biết căn tánh của chúng sinh ở trong các thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết hết đủ thứ căn tánh khác nhau của tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến muốn biết hết tất cả lưới các căn tánh mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì sao? Vì Bồ Tát chẳng có pháp độ nhất định, cho nên chẳng có giới hạn. Nhưng vì muốn biết các căn tánh của hết thảy tất cả chúng sinh trong vô số thế giới đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ các căn tánh khác nhau của hết thảy tất cả chúng sinh trong tất cả thế giới. Có người lợi căn thì có trí huệ, có người độn căn thì ngu si, có người có căn lành, có người có căn ác, có đủ thứ sự khác nhau. Nói rộng ra cho đến muốn biết hết tất cả lưới các căn mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 5, dụ khéo biết các căn. Phật tử hãy ngừng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm đều như vậy hết số kiếp A Tăng kỳ, lần lượt nói rộng ra cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng là như thế. Phật tử hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trên, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ sự ưa thích của hết thảy tất cả chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nghĩa là một loại chúng sinh đó ưa thích thứ đó đều hoàn toàn biết hết. Trong mỗi tâm niệm cũng đều như vậy, hết thời gian A Tăng kỳ kiếp, từng người cho đến người thứ 10, chín phương kia cũng tình hình như vậy. Hết thảy sự ưa thích của chúng sinh trong 10 phương có thể biết được, công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Hết thảy sự ưa thích của chúng sinh trong 10 phương có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao? Phật tử, vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng Bồ Tát vì muốn biết sự ưa thích của chúng sinh đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết hết đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn biết lưới tất cả sự ưa thích mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại vì sao? Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có phạm vi nhất định, nhưng Bồ Tát vì muốn biết sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế giới đó, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ sự ưa thích của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới. Nếu nói rộng ra thì cho đến muốn biết tất cả lưới sự ưa thích mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 6, dụ khéo biết sự ưa thích. Phật tử hãy ngừng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng ra như vậy cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như vậy. Phật tử hãy ngừng ví dụ vừa nói ở trước, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một niệm biết được đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, tình hình như vậy, nói rộng ra cho đến người thứ 10, chín phương kia còn lại cũng giống như vậy. Đủ thứ phương tiện của chúng sinh trong 10 phương đó có thể biết được bờ mé công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng ai biết được bờ mé. Đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đó
có thể biết được bờ mé của nó. Song công đức và cát lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng ai biết được bờ mé của nó. Tại sao, Phật tử? Vì Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết đủ thứ phương tiện của chúng sinh trong những thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết hết đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn biết tất cả lưới phương tiện mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tại sao vậy? Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có giới hạn nhất định, nhưng vì muốn biết đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế giới đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ phương tiện của hết thảy chúng sinh trong nhiều thế giới, nói rộng ra cho đến vì muốn biết hết tất cả lưới phương tiện mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 10, dụ khéo biết phương tiện. Phật tử hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ tâm khác biệt của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng cho đến 10 phương thế giới, đủ thứ tâm niệm của hết thảy chúng sinh đều biết được bờ mé. Phật tử hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trước, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ tâm khác nhau của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng ra cho đến 10 phương thế giới, đủ thứ tâm khác nhau của hết thảy chúng sinh cũng biết được bờ mé. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng có ai biết được bờ mé của nó. Tại sao không thể biết được bờ mé của nó? Phật tử, Bồ Tát không giới hạn, nhưng vì muốn biết tâm của những chúng sinh đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết đủ thứ tâm khác biệt của vô biên chúng sinh trong pháp giới, cho đến muốn biết tất cả lưới tâm mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có pháp độ nhất định, nhưng vì muốn biết tâm của nhiều chúng sinh đó mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ tâm niệm của vô biên vô số chúng sinh trong tận cùng pháp giới hư không giới, cho đến muốn biết tất cả lưới tâm mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 8, dụ khéo biết tâm của kẻ khác. Phật tử hãy ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ nghiệp khác biệt của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng cho đến 10 phương chúng sinh đủ thứ nghiệp khác biệt đều có thể biết được bờ mé. Phật tử hãy tạm gác lại ví dụ vừa nói ở trên, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người nơi một niệm biết được đủ thứ nghiệp khác nhau của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, nói rộng ra cho đến trong 10 phương thế giới đủ thứ nghiệp khác nhau của hết thảy chúng sinh, Bồ Tát có thể biết được bờ mé của nó. Công đức căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Công đức và căn lành của Bồ Tát ban đầu phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đắc được là bao nhiêu, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao không thể biết được? Phật tử, Bồ Tát không giới hạn, nhưng vì muốn biết nghiệp của các chúng sinh đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì muốn biết nghiệp của tất cả chúng sinh trong ba đời, cho đến muốn biết tất cả lưới nghiệp mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, chẳng có giới hạn nhất định, nhưng vì muốn biết nghiệp báo của bao nhiêu chúng sinh đó, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời, cho đến muốn biết tất cả lưới nghiệp mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 9, dụ khéo biết tướng nghiệp. Phật tử hãy ngừng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm biết được đủ thứ phiền não của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, niệm niệm đều như vậy, cho đến hết số kiếp A Tăng Kỳ đủ thứ các phiền não khác biệt đó, chẳng có ai biết được bờ mé. Phật tử hãy tạm ngưng ví dụ vừa nói ở trên, lại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người trong một tâm niệm biết được đủ thứ phiền não của hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới ở phương Đông, trong niệm niệm đều như vậy, hết số kiếp A Tăng Kỳ thời gian đủ thứ các phiền não khác biệt đó, chẳng có người nào biết được bờ mé của nó. Có người thứ hai nơi một tâm niệm biết được người thứ nhất biết các phiền não khác biệt của chúng sinh trong A Tăng Kỳ kiếp, như vậy lại hết kiếp, hết số kiếp A Tăng Kỳ lần lượt nói rộng ra cho đến người thứ 10, phương Nam Tây Bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Lại có người thứ hai trong một tâm niệm
Biết được người thứ nhất biết phiền não của chúng sinh trải qua thời gian số kiếp A Tăng Kỳ, cứ như vậy lại hết số kiếp A Tăng Kỳ, nói rộng ra cho đến người thứ 10, chín phương kia còn lại cũng đều như vậy. Phật tử, phiền não khác biệt của chúng sinh trong 10 phương đó có thể biết được bờ mé công đức căn lành của Bồ Tát Phát Tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng có ai biết được bờ mé. Tại sao? Phật tử, trong vô số thế giới ở 10 phương, hết thảy chúng sinh đều có phiền não khác nhau. Chúng sinh có vô lượng vô biên phiền não, cũng có vô lượng vô biên, cho nên có đủ thứ khác nhau. Tuy có nhiều phiền não như vậy, nhưng cũng có thể biết được bờ mé của nó. Dòng công đức căn lành của Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác đắc được cứu kính có bao nhiêu, bờ mé của nó đến đâu, chẳng có người nào biết được. Tại sao không biết được bờ mé của căn lành? Phật tử, Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết phiền não của chúng sinh trong những thế giới đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì muốn biết phiền não khác biệt của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Phật tử, Bồ Tát chẳng có pháp nhất định, cho nên chẳng giới hạn, nhưng vì muốn biết phiền não của hết thảy chúng sinh trong những thế giới đó, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát vì muốn biết hết đủ thứ phiền não khác nhau của hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phiền não là gì? Tức là phiền tâm não thân. Nói rộng ra thì có đến 84.000, quy về tức là tham sân si. Phiền não của tham, tham chẳng biết chán, tham mà chẳng được, đều có phiền não. Vật chẳng có thì tìm đủ ngàn phương vạn kế để có được. Đã có rồi thì lại sợ mất đi, đây đều là phiền não. Phiền não của sân, tham được thì vui mừng, tham chẳng được thì sinh tâm sân hận, tức cũng là nóng giận. Một khi nổi nóng thì sẽ thiêu sạch tất cả công đức, do đó ngàn ngày nhặt củi một đống lửa nhỏ thiêu sạch. Phiền não của ngu si, tức là vô minh tác quái, có vô minh thì sanh ra tâm ái. Ái gì? Thích hưởng thụ, thích vui năm dục. Vì muốn hưởng thụ nên bất cứ những gì cũng đều muốn lấy làm của riêng mình. Như vậy thì sẽ làm việc điên đảo, chẳng phân trắng đen, chẳng rõ thiện ác. Đây tức là biểu hiện của ngu si. Đó là vì muốn biết phiền não nhẹ, phiền não nặng, phiền não ẩn tàng, phiền não sinh khởi. Mỗi mỗi chúng sinh có vô lượng phiền não đủ thứ khác biệt, đủ thứ giác quán tịnh trị tất cả các tạp nhiễm. Bồ Tát muốn biết nguyên lai của tất cả phiền não. Phiền não nhẹ tức là phiền não chẳng trọng yếu, tức cũng là phiền não nhỏ của 10 hoặc. Phiền não nặng tức là phiền não rất trọng yếu, tức cũng là đại phiền não của 8 hoặc. Phiền não ẩn tàng ở bên trong, phiền não sinh khởi, tức là phiền não sinh ra tất cả. Mỗi chúng sinh đều có vô lượng vô biên phiền não, có đủ thứ khác nhau, có đủ thứ giác quán khác nhau. Thành tịnh tu trị, tất cả phiền não biến thành bồ đề, biến tất cả tư tưởng nhiễm ô thành tư tưởng thanh tịnh. Vì nguyên nhân đó cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết vô minh phiền não nương tựa, phiền não ái tương ưng, dứt trừ tất cả phiền não kết trong các loài. Bồ Tát muốn biết vô minh phiền não nương tựa, trong đó có hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ ái vân vân, phiền não tương ưng, phải chặt đứt tất cả phiền não kết trong các cõi, cho nên Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phiền não kết có 3 thứ. Một là dục kết, tức là tất cả ái của dục giới. Hai là hữu kết, tức là tất cả ái sở hợp thành của sắc giới và vô sắc giới. Ba là vô minh kết, tức là vô minh bà cõi. Tam kết tức là ba lậu, nếu di ái chặt đứt thì vĩnh viễn đoạn trừ dòng sinh tử. Vì muốn biết phần phiền não tham, phần phiền não sân, phần phiền não si, phiền não đẳng phần đoạn trừ tất cả gốc rễ phiền não. Tại sao Bồ Tát phát tâm Bồ Đề? Vì muốn giáo hóa chúng sinh cho nên phát tâm tu hành. Tu hành thành tựu thì mới giáo hóa được chúng sinh. Nếu muốn giáo hóa chúng sinh thì trước hết phải biết căn tánh của chúng sinh. Nếu muốn biết căn tánh của chúng sinh thì trước hết phải biết dục, lòng ưa muốn của chúng sinh, tức cũng là chúng sinh hoan hỷ gì. Dục tức là tham dục. Tham dục nhiều thì phiền não nhiều, tham dục ít thì phiền não ít. Bồ Tát muốn biết mỗi chúng sinh có bao nhiêu tham dục, cho nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần phiền não tham, ai ai cũng đều có phần, không tham danh thì tham lợi. Tham danh thì chết vì lửa, tham lợi thì chết vì nước. Danh là thứ hại người, lợi cũng là thứ hại người, song ai ai cũng chẳng nhận thức nó, cho nên đều tham. Có người tham tài, có người tham sắc, có người tham ăn, có người tham ngủ. Do đó, tài sắc danh thực thùy, địa ngục, năm căn dành sẵn.
Khi tham thì cho rằng là điều tốt, chẳng biết tham tới tham lui, cuối cùng sẽ đọa vào địa ngục. Trên thế giới chỉ có hai hạng người, một hạng người là vì danh, một hạng người là vì lợi. Lấy người xuất gia mà nói, thì muốn làm đại hòa thượng, đại pháp sư. Tham đến già thì muốn làm lão hòa thượng, lão pháp sư. Tham đồ muốn làm pháp sư có danh vọng nhất thế giới, làm hòa thượng có thế lực nhất, song mình vẫn chẳng biết tham làm lão pháp sư, thì lìa tham từ pháp sư chẳng bao xa. Tham làm lão hòa thượng thì tham tử hòa thượng chẳng bao xa. Tham tới tham lui, tham chết rồi thì hai tay hoàn không, tùy theo nghiệp mà đi. Phải biết tham tiền tài thì có thể chết về tiền tài. Tham sắc đẹp thì sẽ chết vì sắc đẹp. Tham danh lợi thì sẽ chết vì danh lợi. Tham ăn thì sẽ chết vì ăn. Tham ngủ thì sẽ chết vì ngủ. Người tham ngủ thì càng ngủ càng hồ đồ, càng hồ đồ thì càng muốn ngủ, ngủ tới ngủ lui thì ngủ chết luôn, thật là đáng thương xót. Phần phiền não sân tức là nóng giận, vì tâm tham không thể mãn nguyện thì sinh ra tâm sân hận, nếu nhẹ thì ôm hận trong tâm, nếu nặng thì phát sinh chiến tranh, bạn tham tôi đoạt, thậm chí bạn chết tôi sống. Ví như nước này với nước kia đánh nhau đều do tâm sân của vị lãnh tụ nguyên thủ mà ra. Nếu chẳng có tâm sân thì hai nước chẳng có chiến tranh, nhân dân được bình an vô sự. Tại sao thế giới có chiến tranh? Vì do nguyên thủ quốc gia khởi tâm tham, muốn xâm lược đất đai của nước khác, chiếm lợi ích của nước khác. Nguyên thủ của nước khác vì giữ gìn quốc gia, chẳng muốn lợi ích bị đoạt lấy đi, bèn phát sinh xung đột với nước khác hoặc là chiến tranh, dẫn đến dân của hai nước gặp nạn, chết vô số, lầm than khổ cực. Nghiên cứu tỉ mỉ sự phát sinh chiến tranh đều vì nguyên thủ của hai nước giận dữ mà đưa đến chiến tranh, người dân chết vô số, tổn thất vô số của cải tài sản. Đây là phiền não sân. Phần phiền não si tức là ngu si, chẳng rõ sự lý. Người ngu si chẳng có lý tánh, chẳng cứ tất cả, thậm chí giết người phóng lửa cũng dám làm, chẳng suy nghĩ, chẳng lường hậu quả. Phiền não đẳng phần tức là tham sân si ba phần đều nhiều. Ví như phiền não tham có bao nhiêu, phiền não sân có bao nhiêu, phiền não si có bao nhiêu, lại phân chia nó ra thì biến thành ngàn vạn phiền não không thể đếm được. Ở trên là lược nói về tham sân si các phiền não. Vì muốn biết hết phiền não của ngã, phiền não của ngã sở, phiền não ngã mạn, giác ngộ tất cả phiền não hết không thừa. Vì Bồ Tát muốn biết phiền não của ngã, vì có ngã cái ta mới có phiền não, nếu chẳng có cái ta thì chẳng có phiền não. Đạo lý này ai ai cũng biết, song ai ai cũng buông xả chẳng đặng cái ta, cho nên sinh ra quá nhiều phiền não. Bồ Tát muốn biết phiền não của ngã sở, vì có ngã, đây là sở hữu của ta, kia là sở hữu của ta, con cái sở hữu của tôi, tài sản sở hữu của tôi. Tóm lại, tất cả đều là sở hữu của tôi, đây đều là phiền não. Bồ Tát muốn biết phiền não ngã mạn, mạn tức là kiêu mạn, xem ai cũng chẳng ra gì, đều cảm thấy mình đều giỏi hơn người, có tâm lý ngã mạn, thì sẽ sinh ra đủ thứ phiền não. Ba thứ phiền não này hại người không ít, vì nó mà có sinh tử. Có phiền não thì có chấp trước, có chấp trước thì có tạo nghiệp thì thọ quả báo. Nếu phiền não không thì nghiệp cũng không, quả báo cũng không, tất cả đều không thì chẳng còn sinh tử. Bồ Tát muốn giác ngộ tất cả phiền não hết không thừa sót, mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết từ điên đảo phân biệt mà sinh ra gốc rễ phiền não. Tùy phiền não, vì thấy thân mà sinh ra 62 kiến, điều phục tất cả phiền não. Bồ Tát vì muốn biết tất cả phiền não là từ điên đảo phân biệt mà sinh ra gốc rễ phiền não. Có gốc rễ phiền não thì có tùy phiền não. Gốc rễ phiền não tức là tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thủ kiến. Tùy phiền não phân làm đại trung tiểu, lớn vừa nhỏ ba thứ. Đại phiền não là hôn trầm, trạo cử, chẳng tin, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất tri, tám thứ. Trùng phiền não là không hổ, không thẹn, hai thứ. Tiểu phiền não là phẫn, hận, phú não, kỵ, san, xiểm, cuống, hại, kiêu, 10 thứ. Vì thấy thân mà sinh ra 62 kiến. 62 kiến này vốn chẳng có là vọng chấp, mà có 62 kiến. Phàm là hư vọng chấp trước đều chẳng phải chánh quyết, chỉ có tên mà chẳng có nghĩa. Gì là 62 kiến? Trong mỗi năm uẩn có 4 kiến. Ví như cho rằng sắc là tôi ở trong sắc, thọ tưởng hành thức 4 uẩn cũng như thế. Đây là 20, trải qua 3 đời thành 60,
lại thêm đoạn kiến và thường kiến là 62 kiến. Do thần thấy phân biệt mà sinh ra 62 kiến, cho nên phải thuận theo chúng để phá phiền não của chúng. Bồ Tát vì điều phục tất cả phiền não mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn biết hết phiền não che đậy, phiền não chướng, phát tâm đại bi cứu hộ, dứt trừ tất cả lưới phiền não, khiến cho tất cả trí tánh thanh tịnh mà phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Bồ Tát vì muốn biết hết phiền não che đậy, giống như mây che mặt trời, tức cũng là vô minh che đậy trí huệ quang minh, che đậy có năm thứ. Một, tham dục che đậy, cái. Chẳng biết tại sao người nam muốn tìm người nữ muốn tìm người nam, đi tìm khắp nơi, tìm chẳng đặng thì sinh phiền não. Đây tức là tham dục đang tác quái, khiến cho bạn sinh phiền não. Hai, sân hận che đậy, vì tham dục chẳng đắc được, thì sinh ra phiền não sân hận. Sân là hình dáng lộ trên mặt, hận là tâm hận ẩn trong tâm. Hai thứ hiện tượng này khiến cho người cảm tình hành động, thậm chí không có lý trí thì phát sinh chuyện điên đảo cho đến giết người phóng lửa, chẳng có gì mà không làm. Ba, ngủ che đậy, vì có sân hận bực tức thì đi ngủ để giải cơn sầu, nhưng càng ngủ thì càng hồ đồ, tâm cũng hôn mê, thân cũng nặng nề thì che lấp tâm tánh. Bốn, trạo hối che đậy, sau khi ngủ mê thì trạo hối, chẳng biết đâu là đúng đâu là không đúng, bèn mê hoặc. Năm, nghi pháp che đậy, trạo hối rồi thì gì cũng chẳng tin. Đối với tất cả pháp đều sinh ra tâm hoài nghi, do dự chẳng quyết định mà che lấp tâm tánh. Vì chẳng mãn túc mà sinh ra năm thứ che đậy, che đến nỗi trời đất u ám, chẳng biết đông tây nam bắc, hoặc lấy tài sắc danh thực thì làm năm thứ che đậy. Tham tài thì che lấp trí huệ, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ đều che lấp trí huệ. Bồ Tát muốn biết phiền não chướng, chướng tức là chướng ngại, chướng có hai thứ. Một, phiền não chướng do ngã chấp mà sinh, hay chướng ngại chân lý niết bàn tịch tĩnh. Hai, sở trì chướng do pháp chấp mà sinh, hay chướng ngại các pháp thời tướng trí bồ đề, lại có ba thứ. Hai a, phiền não chướng tức là tham sân si mạn nghi các hoặc. Hai b, nghiệp chướng tức là ngũ nghịch thập ác các hoặc. Hai c, báo chướng tức là địa ngục ngạ quỷ xúc sinh khổ báo. Còn có rất nhiều thứ chướng tạm ngừng không bàn. Vì phiền não che đậy và phiền não chướng là phiền não nặng, cho nên Bồ Tát phải phát tâm đại bi cứu hộ. Đại bi tức là tâm đại từ bi, tức cũng là tâm đồng tình, tâm thương xót. Tâm đại bi tức là Bồ Tát chẳng thấy chúng sinh lỗi lầm. Chúng sinh dù có khó điều khó phục như thế nào, Bồ Tát vẫn không ngừng nghỉ để giáo hóa. Đây tức là biểu hiện của tâm đại bi, tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho đoạn tuyệt tất cả lưới phiền não. Phiền não của người với người giao kết với nhau mà thành lưới. Bất quá nhục nhãn phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy mà thôi. Lưới phiền não này rất là lợi hại. Bạn răng bùa tôi răng bùa bạn. Bạn chẳng dạy tôi thoát khỏi ba cõi, tôi cũng chẳng nhường bạn thoát khỏi ba cõi. Mọi người răng bùa với nhau đều không thể thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Nếu chặt đứt lưới phiền não thì thoát khỏi ba cõi được giải thoát. Vậy dùng gì để chặt đứt lưới phiền não? Dùng kiếm báo giới định huệ, nhẹ mà dễ cầm thì sẽ chặt đứt được. Bồ Tát vì khiến cho tất cả gốc rễ trí huệ tánh thành tịnh, khôi phục lại diệu minh chân tâm mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 10, dụ khéo biết phiền não. Phật tử hãy tạm ngưng ví dụ này. Nếu như có người nơi một tâm niệm dùng đủ thứ thức ăn uống thượng hạng, hương hoa y phục, tràng phan rủ lọng và tăng giả lam, cung điện tốt đẹp, màn lưới báu võng, đủ thứ tòa sư tử báu và các báo đẹp, cúng dường vô số chư Phật ở phương Đông và vô số thế giới hết thảy chúng sinh, cung kính tôn trọng lễ lại khen ngợi cúi mình chiêm ngưỡng, liên tục không ngừng trải qua vô số kiếp, lại khuyên những chúng sinh đó đều khiến như vậy cúng dường chư Phật. Bồ Tát Pháp Huệ nói, Phật tử hãy tạm gác lại ví dụ ở trước, hiện tại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người nơi một tâm niệm dùng đủ thứ thức ăn thơm ngon thượng hạng, hoặc dùng đủ thứ hương hoa y phục tràng phan dụ lọng và vườn rừng nơi ở của chư tăng và cung điện trang nghiêm tốt đẹp, dùng màn làm bằng bảy báu võng báu lưới báu đủ thứ để trang nghiêm tòa sư tử, lại dùng đủ thứ báu đẹp để cúng dường vô số chư Phật ở phương Đông và hết thảy chúng sinh vô số thế giới ở phương Đông, sau đó cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, lễ kính tam bảo, khen ngợi tam bảo, trải qua thời gian dài vô số kiếp, lại phát tâm khuyên dạy hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới, cũng cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật.
Cho đến sau khi Phật diệt độ, mỗi vị Phật đều xây tháp cho rộng, vô số thế giới đều có tạo thành các bảo tháp bảy báu, có đủ thứ sự trang nghiêm. Trong mỗi tháp đều có vô số hình tượng Như Lai, quang minh chiếu khắp vô số thế giới, trải qua vô số kiếp, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lại như thế. Cho đến sau khi Phật diệt độ, vì mỗi vị Phật đều tạo một ngôi tháp báu cúng dường xá lợi Phật, tòa tháp báu đó cao lớn vĩ đại trong vô số thế giới, đều có tạo thành tháp báu làm bằng bảy báu, có đủ thứ sự trang nghiêm rất là mỹ lệ. Trong mỗi tháp lại có vô số hình tượng Phật, tượng Phật dùng bảy báu trang nghiêm cho nên phóng ra đại quang minh chiếu soi khắp vô số thế giới. Trải qua thời gian dài vô số kiếp, quang minh đó cũng chẳng giảm đi. Ở phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới chín phương cũng là như thế. Phật tử, ý ông thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Đề Thích nói, công đức của người đó chỉ có Phật mới biết được, ngoài ra chẳng có ai lường được. Bồ Tát Pháp Huệ nói với Đế Thích rằng, Phật tử, ý của ông thế nào? Cảm tưởng như thế nào? Công đức của người đó có nhiều chăng? Đế Thích trả lời, công đức của người đó tôi chẳng biết được cứu kính là bao nhiêu, chỉ có Đức Phật mới biết được. Ngoài ra hết thảy Bồ Tát e rằng cũng không thể dò lường được. Phật tử, công đức của người đó so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần Yêu Ba Ni Sa Đà. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng Phật tử, công đức của người đó tuy rất nhiều, nhưng so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm thì thua xa lắm, chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần Yêu Ba Ni Sa Đà. Bất cứ ví dụ như thế nào cũng đều chẳng bằng một phần công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm. Phật tử, hãy ngưng ví dụ này. Nếu như lại có người thứ hai, nơi một tâm niệm, làm được như người ở trước và cúng dường hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới trải qua vô số kiếp, niệm niệm như vậy, dụng vô lượng các thứ đồ cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai và hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới trải qua vô lượng kiếp. Phật tử, hãy tạm gác lại ví dụ ở trên, hiện tại đưa ra một ví dụ khác. Nếu như có người thứ hai trong một tâm niệm làm được như người ở trước và cúng dường hết thảy chúng sinh vô số thế giới trong vô số kiếp, một niệm là như vậy, niệm niệm cũng đều như vậy, dùng vô lượng vô biên đồ cúng dường để cúng dường vô lượng chư Phật và vô lượng thế giới hết thảy chúng sinh cũng trải qua thời gian dài vô lượng kiếp. Người thứ ba cho đến người thứ mười cũng đều như vậy, nơi một tâm niệm đều đem các đồ cúng dường như người thứ nhất, niệm niệm cũng đều như vậy, dùng vô biên vô đẳng, bất khả sổ, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết đồ cúng dường vô biên, cho đến bất khả thuyết chư Phật và hết thảy chúng sinh trong vô số thế giới trải qua vô biên, cho đến bất khả thuyết kiếp. Người thứ ba cũng cúng dường vô số chư Phật và vô số chúng sinh như vậy, cho đến người thứ mười cũng như vậy, trong một niệm đem các đồ cúng dường như người thứ nhất. Một niệm như vậy, niệm niệm cũng như vậy, chẳng có bờ mé, chẳng có tương đồng, không thể dùng số mục để đếm nó, không thể dùng thước để đo lường nó, không thể dùng lời để hình dung nó, nói thẳng là bất khả thuyết, nói không ra các thứ đồ cúng dường, để cúng dường vô biên các đức Phật, cho đến bất khả thuyết các đức Phật, và hết thảy chúng sinh trong vô lượng vô số thế giới, trải qua vô biên kiếp, cho đến số kiếp nhiều bất khả thuyết. Sau khi Phật diệt độ, đều xây tháp báu đó cao rộng cho đến kiếp trụ, cũng lại như thế. Đợi sau khi Phật diệt độ, đều xây dựng tháp báu đó chẳng những cao đến tận mây, mà còn rộng lớn vô cùng, cho đến trải qua kiếp trụ, cũng vì chư Phật tạo dựng tháp báu như vậy, cúng dường xá lợi và hình tượng của chư Phật. Phật tử, công đức của những người cúng dường ở trên, so với công đức Bồ Tát ban đầu phát tâm, chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần Yêu Ba Ni Sa Đà. Tại sao? Phật tử, công đức của những người cúng dường chư Phật ở trên so với công đức của Bồ Tát ban đầu phát tâm chẳng bằng một phần trăm, chẳng bằng một phần ngàn, chẳng bằng một phần trăm ngàn, cho đến chẳng bằng một phần Yêu Ba Ni Sa Đà. Tóm lại, Bồ Tát phát một chút tâm Bồ Đề cũng vượt qua công đức của những người cúng dường vô số chư Phật. Tại sao vậy? Phật tử, Bồ Tát chẳng giới hạn, nhưng vì cúng dường bao nhiêu chư Phật đó mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề,
Vì cúng dường hết pháp giới hư không giới, bất khả thuyết mười phương vô lượng quá khứ vị lai hiện tại. Hết thảy các đức Phật mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Phật tử Đại Bồ Tát trong Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề chẳng giới hạn. Cảnh giới của Bồ Tát chẳng có bờ mé nhất định, nhưng vì cúng dường hết thảy bằng nhiều các đức Phật mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát vì cúng dường tận hư không khắp pháp giới, bất khả thuyết mười phương vô lượng số quá khứ vị lai hiện tại ba đời hết thảy các đức Phật mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là ví dụ thứ 11 dụ cúng Phật và chúng sinh. Phát tâm Bồ Đề rồi sẽ biết được quá khứ tất cả chư Phật ban đầu thành chánh giác và vàng niết bàn, sẽ tin hết thảy các lành của tất cả chư Phật vị lai, biết được hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật hiện tại. Đại Bồ Tát phát tâm Bồ Đề rồi sẽ biết được quá khứ tất cả chư Phật do ban đầu phát tâm cho đến thành chánh giác và vào niết bàn, lại biết được hết thảy căn lành của tất cả chư Phật thuộc vị lai, lại biết được hết thảy trí huệ của tất cả chư Phật đời hiện tại. Hết thảy công đức của chư Phật đó, Bồ Tát này hay tin, hay thọ trì, hay tu tập, hay đắc được, hay biết được, chứng được, thành tựu được, bình đẳng một tánh với chư Phật. Hết thảy công đức của tất cả chư Phật ba đời, Bồ Tát ban đầu phát tâm hay tin nói, hay thọ trì, hay tu tập, thành tựu được, hay tu hành pháp môn này, thì bình đẳng một tánh với chư Phật. Tại sao? Vì Bồ Tát này chẳng dứt tất cả chủng tánh Như Lai mà phát tâm, vì sung mãn tất cả thế giới mà phát tâm, vì độ thoát tất cả thế giới chúng sinh mà phát tâm, vì biết hết tất cả thế giới thảnh hoại mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh cấu tịnh mà phát tâm, vì biết hết tất cả thế giới ba cõi thành tịnh mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh tâm ưa thích phiền não tập khí mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh chết đây sinh kia mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh các căn phương tiện mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh tâm hạnh mà phát tâm, vì biết hết tất cả chúng sinh trí ba đời mà phát tâm. Vì sao? Bồ Tát ban đầu phát tâm hay phát tâm Bồ Đề mà tu đạo, vì muốn tiếp nối huệ mạng Phật, vì chẳng dứt chủng tánh Như Lai mà phát tâm Bồ Đề, vì sung mãn tất cả thế giới mà phát tâm Bồ Đề, vì độ thoát tất cả thế giới hết thảy chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết thành trụ hoại không của tất cả thế giới mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tất cả chúng sinh nhiễm cấu bẩn như thế nào mà chuyển biến thành thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết tất cả thế giới ba cõi làm thế nào mới được thành thanh tịnh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tất cả chúng sinh tâm ưa thích và phiền não tập khí mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tất cả chúng sinh chết ở thế giới này lại sinh về thế giới kia mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết các căn phương tiện của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết tâm hành của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, vì biết hết trí huệ ba đời của tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Vì phát tâm Bồ Đề nên thường được tất cả chư Phật ba đời nghĩ nhớ, sẽ đắc được vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật ba đời, liền được tất cả chư Phật ba đời ban cho diệu pháp, liền bình đẳng thể tánh với tất cả chư Phật ba đời, đã tu pháp trợ đạo của tất cả chư Phật ba đời, thì thành tựu sức vô sở úy của tất cả chư Phật ba đời, trang nghiêm bất cộng Phật pháp của tất cả chư Phật ba đời, đạt được pháp giới tất cả chư Phật nói pháp trí huệ. Vì phát tâm Bồ Đề nên thưởng được tất cả chư Phật ba đời tưởng niệm, sẽ đạt được vô thượng Bồ Đề của tất cả chư Phật ba đời, lập tức thọ các thứ diệu pháp của chư Phật ba đời nói, lập tức bình đẳng thể tánh của tất cả chư Phật ba đời, tức cũng là đã tu hành pháp trợ đạo của tất cả chư Phật ba đời, cũng thành tựu 10 lực và 4 vô sở úy của tất cả chư Phật ba đời, cũng trang nghiêm 18 bất cộng Phật pháp của tất cả chư Phật ba đời. Bồ Tát ban đầu phát tâm sẽ đắc được trí huệ pháp giới tất cả chư Phật nói pháp, dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh. Tại sao? Vì nhờ phát tâm này mà sẽ được thành Phật, nên biết người đó liền đồng với chư Phật ba đời, liền bình đẳng cảnh giới với chư Phật Như Lai ba đời, liền bình đẳng công đức với chư Phật Như Lai ba đời, đắc được một thân vô lượng thân của Như Lai, cứu kính bình đẳng trí huệ chân thật. Tại sao vậy? Vì nhờ sự phát tâm này nên sẽ được thành quả vị Phật, nên biết vị Bồ Tát ban đầu phát tâm đó lập tức đồng với chư Phật ba đời, lập tức bình đẳng cảnh giới với chư Phật Như Lai ba đời, lập tức bình đẳng công đức với chư Phật Như Lai ba đời, đắc được một thân Phật thì cũng đắc được vô lượng thân Phật. Bài kệ trong phẩm Quang Minh Giác của kinh này có nói: một thân làm vô lượng thân, vô lượng lại làm một, biết rõ các thế gian hiện hình khắp tất cả, thân này chẳng từ đâu, cũng chẳng chỗ tích tụ,
vì chúng sinh phân biệt, thấy Phật đủ thứ thân. Một thân có thể làm vô lượng thân là từ một thân mà thành tựu. Tôi rõ biết tất cả thế gian, hiện ra đủ thứ thân để khắp mọi nơi, thân này chẳng từ đâu đến, cũng chẳng phải tích tụ mà thành. Vì chúng sinh phân biệt nên Phật mới hiện đủ thứ thân, khiến cho chúng sinh tùy duyên mà thấy thần Phật. Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm đắc được đại trí huệ bình đẳng cứu kính của Phật, đại trí huệ chân thật. Lúc vừa phát tâm, liền được tất cả chư Phật mười phương cùng khen ngợi, liền có thể nói pháp giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh tất cả thế giới, liền chấn động tất cả thế giới, liền phóng quang minh chiếu tất cả thế giới, liền tiêu diệt các đường ác khổ của tất cả thế giới, liền trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước, liền có thể thị hiện thành Phật trong tất cả thế giới, liền có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ, liền nhập vào tất cả tánh pháp giới, liền giữ gìn tất cả chủng tánh Phật, liền đắc được nhất thiết trí huệ quang minh của Phật. Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm mới hành đạo Bồ Tát thì lập tức được tất cả chư Phật trong mười phương cùng tán thán khen ngợi. À, trên thế giới lại có một người phát tâm Bồ Đề, tương lai nhất định sẽ thành Phật quả. Lành thay, vị nam tử này rất có chí khí, phát tâm hành Bồ Tát đạo, đáng mừng, đáng mừng. Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm lập tức được chư Phật mười phương gia bị mà khai mở đại trí huệ, được biện tài vô ngại, vì chúng sinh nói pháp giáo hóa điều phục hết thảy chúng sinh trong tất cả thế giới. Lúc đó tất cả thế giới đều phát sinh sáu thứ chấn động, tức là chấn hống kích động dũng khởi sáu hiện tượng, lập tức trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả thế giới, lập tức tiêu diệt đủ thứ khổ trong các đường ác của tất cả thế giới, lập tức trang nghiêm thanh tịnh tất cả cõi nước chư Phật, lập tức có thể thị hiện thành Phật trong tất cả thế giới, lập tức khiến cho tất cả chúng sinh đều được hoan hỷ vui mừng, lập tức nhập vào tất cả tánh pháp giới đầy khắp mười phương, lập tức giữ gìn tất cả chủng tánh Phật không đoạn diệt, lập tức đắc được nhất thiết trí huệ quang minh của Phật. Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm đó chẳng có chút sở đắc nơi ba đời, như là chư Phật hoặc pháp chư Phật, hoặc Bồ Tát hoặc pháp Bồ Tát, hoặc độc giác hoặc pháp độc giác, hoặc thanh văn hoặc pháp thanh văn, hoặc thế gian hoặc pháp thế gian, hoặc xuất thế gian hoặc pháp xuất thế gian, hoặc chúng sinh hoặc pháp chúng sinh, chỉ cầu nhất thiết trí nơi các pháp giới, tâm chẳng chấp trước. Vị Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm đó, sở đắc của Ngài với mười phương ba đời chư Phật như nhau, tức là tất cả chư Phật nói, pháp của chư Phật nói, tất cả Bồ Tát, pháp của Bồ Tát nói, tất cả độc giác, pháp của độc giác nói, tất cả thanh văn, pháp của thanh văn nói, tất cả thế gian, pháp hữu vi của thế gian, tất cả xuất thế gian, pháp vô vi của xuất thế gian, tất cả chúng sinh, pháp của chúng sinh, Bồ Tát Ban Đầu Phát Tâm Bồ Đề chỉ cầu nhất thiết trí huệ. Ở trong tất cả pháp giới, tất cả hết thảy, tâm chẳng dính mắc. Bấy giờ do thần lực của Phật, mỗi phương trong mười phương đều có các thế giới, nhiều như số hạt bụi một vạn, cõi Phật, đều sáu thứ chấn động, đó là động biến động đẳng biến động, khởi biến khởi đẳng biến khởi, dũng biến dũng đẳng biến dũng, chấn biến chấn đẳng biến chấn, hống biến hống đẳng biến hống, kích biến kích đẳng biến kích, mùa xuống các hoa trời, hương trời, hương bột trời, tráng hoa trời, y trời, bóng trời, đồ trang nghiêm cõi trời, tấu âm nhạc trời, phóng quang minh trời và âm thanh trời. Lúc bấy giờ nhờ thần thông oai lực của Phật, mỗi phương trong mười phương có các thế giới, nhiều như số hạt bụi một vạn cõi Phật đều có sáu thứ chấn động phát sinh, tức là động tại một nơi động, biến động tại một thế giới, biến động khắp, đẳng biến động tại hết thảy thế giới đều đồng thời chấn động, khởi dũng chấn hống kích. Cũng như vậy, nơi nơi đều có tình hình như vậy phát sinh, trở thành 18 thứ chấn động. Cùng lúc đó, từ trên trời, mưa xuống tất cả hoa trời, hương bột trời, tràng hoa trời, y trời, báu trời, đồ trang nghiêm trời, vân vân, lại diễn tấu âm nhạc trời, lại phóng ánh sáng trời, lại vang âm thanh trên trời. Lúc đó, mỗi phương trong 10 phương qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, có các vị Phật, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, đều đồng danh hiệu là Pháp Huệ, thầy đều hiện thân ở trước Bồ Tát Pháp Huệ nói như vậy. Lành thay Pháp Huệ, ông hôm nay nói Pháp này, chúng ta trong mười phương, mỗi phương có các vị Phật, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật cũng nói Pháp này, tất cả chư Phật đều nói Pháp này. Lúc bấy giờ mỗi phương trong mười phương trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật lại có các vị Phật, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật, danh hiệu của những vị Phật đó đều là Pháp Huệ Phật. Mỗi vị Phật Pháp Huệ đều hiện thân ở trước Bồ Tát Pháp Huệ, khác miệng cùng lời nói,
lành thay pháp huệ. Hiện tại ông ở đây nói pháp công đức ban đầu phát tâm bồ đề. Chúng ta trong mười phương, mỗi phương có các vị Phật, nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật cũng đều nói pháp này. Tất cả chư Phật cũng đều nói pháp công đức ban đầu phát tâm bồ đề. Khi ông nói pháp này thì có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật phát tâm bồ đề. Hôm nay chúng ta đều thọ ký cho họ trong đời vị lai, trải qua ngàn bất khả thuyết vô biên kiếp, cùng ở trong một kiếp mà được thành Phật xuất hiện ra đời, đều hiệu là thanh tịnh tâm Như Lai. Ở các thế giới đều khác nhau, chúng ta đều đắc hộ trì pháp này, khiến cho đời vị lai tất cả Bồ Tát chưa từng được nghe, thảy đều được nghe. Phật pháp huệ nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật lại nói pháp huệ. Hiện tại ông nói pháp công đức ban đầu phát tâm bồ đề, thì các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi vạn cõi Phật đồng thời phát tâm bồ đề. Hiện tại chúng ta thọ ký cho họ, tương lai sẽ thành Phật, trải qua ngàn bất khả thuyết vô biên kiếp, đồng ở trong một kiếp, thảy đều thành Phật xuất hiện ra đời. Phật hiệu đều là thanh tịnh tâm Như Lai. Ở các thế giới đều khác nhau, chúng ta đều hộ trì pháp này, khiến cho đời vị lai Bồ Tát phát tâm bồ đề chưa từng được nghe qua pháp này, thì hoàn toàn được nghe pháp này. Như trên đỉnh núi Tu Di tứ thiên hạ thế giới Ta Bà này nói pháp như vậy, khiến cho các chúng sinh được nghe rồi thọ sự giáo hóa của Phật. Như vậy mười phương trăm ngàn ước na do tha, vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, tận pháp giới hư không giới, trong các thế giới cũng nói pháp này giáo hóa chúng sinh. Giống như tại điện Diệu Thắng của trời Đế Thích trên đỉnh núi Tu Di ở tứ thiên hạ thế giới Ta Bà này sẽ nói pháp công đức ban đầu phát tâm, khiến cho tất cả chúng sinh nghe rồi đều thọ Phật giáo hóa. Như vậy trong mười phương trăm ngàn ức na do tha, vô số lượng vô đẳng biên, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tận hư không biến pháp giới, trong tất cả thế giới cũng đều nói pháp này để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ bỏ mê về giác ngộ, phát tâm bồ đề thành vô thượng đạo. Những người nói pháp đều đồng danh hiệu là pháp huệ, vì đều nhờ thần lực của Phật, vì sức bổn nguyện của Thế Tôn, vì muốn hiển bày Phật pháp, vì dùng trí huệ quang minh chiếu khắp, vì muốn khai triển thật nghĩa, vì khiến cho chứng được pháp tánh, vì khiến cho chúng hội đều hoan hỷ, vì muốn khai thị Phật pháp nhân, vì được tất cả Phật bình đẳng, vì thấu rõ pháp giới chẳng hai mà nói pháp như vậy. Bồ Tát diễn nói pháp công đức ban đầu phát tâm bồ đề đều đồng một danh hiệu là Bồ Tát pháp huệ, vì các ngài đều nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, vì bổn nguyện của mười phương chư Phật trong quá khứ đã phát, vì muốn hiển bày Phật pháp để khai thị cho chúng sinh, vì dùng trí huệ quang minh để chiếu khắp tất cả thế giới, nghĩa là đem hết tài trí huệ nói cho chúng sinh, khiến cho họ khai ngộ, vì muốn khai triển diễn nói chân lý đạo lý, vì khiến cho tất cả chúng sinh chứng được pháp tánh mà thành Phật, vì khiến cho đại chúng trong pháp hội thảy đều hoan hỷ vui mừng, vì muốn mở bày cho tất cả chúng sinh minh bạch Phật pháp nhân. Phật pháp nhân là gì? Tức là nhân lành. Vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được quả vị chư Phật bình đẳng, tức cũng là chánh đẳng chánh giác, vì thấu rõ mười phương pháp giới đều là một, vì có mười nhân duyên này mà nói pháp công đức ban đầu phát tâm. Bấy giờ Bồ Tát pháp huệ quán sát khắp tận hư không giới, mười phương cõi nước, tất cả chúng hội, vì muốn thành tựu các chúng sinh, vì muốn tịnh trị các nghiệp quả báo, vì muốn khai thị hiển bày pháp giới thanh tịnh, vì muốn dứt trừ gốc rễ tạp nhiễm, vì muốn tăng trưởng tin hiểu rộng lớn, vì muốn khiến cho biết vô lượng căn tánh chúng sinh, vì muốn khiến cho biết pháp ba đời bình đẳng, vì muốn khiến cho quán sát niết bàn giới, vì muốn tăng trưởng các lành thanh tịnh của mình, để nương oai lực của Đức Phật mà nói kệ rằng. Lúc đó vị Đại Bồ Tát pháp huệ quán sát khắp tận hư không giới, mười phương hết thảy chúng hội trong cõi nước Phật, đây là vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều thành tựu quả vị Phật, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tịnh trị tất cả nghiệp ác tạp nhiễm, đắc được nghiệp lành thanh tịnh, minh bạch đạo lý trồng nhân kết quả, vì muốn hoàn toàn khiến cho pháp giới hiện ra nguồn gốc thanh tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ vô minh phiền não, tất cả gốc rễ tạp nhiễm, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng sự tin hiểu rộng lớn, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh biết vô lượng căn tánh của chúng sinh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh biết pháp ba đời là bình đẳng, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh quan sát niết bàn giới là thường lạc ngã tịnh, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng căn lành thanh tịnh của mình. Vì những nhân duyên đó,
Bồ Tát Pháp Huệ nương Đại Oai Thần Đường Gia Trì của Phật Thích Ca Mâu Ni mà nói ra 121 bài kệ. Vì lợi thế gian phát tâm lớn, tâm đó khắp cùng nơi mười phương, chúng sinh cõi nước phát ba đời, Phật và Bồ Tát biển tối thắng. Tại sao Bồ Tát phát tâm Bồ Đề? Vì muốn lợi ích hết thảy chúng sinh thế gian cho nên mới phát tâm lớn. Tâm lớn lượng khắp cùng mười phương thế giới, hết thảy chúng sinh cõi nước phát ba đời, Phật Bồ Tát và tối thắng hải hội đại chúng nghe pháp. Cứu kính hư không khắp pháp giới, hết thảy tất cả các thế gian như các Phật pháp đều qua đến. Như vậy phát tâm chẳng thối chuyển. Cứu kính hư không khắp pháp giới, hết thảy mười phương tất cả thế gian, dù ở thế giới nào, dù ở cõi nước nào, phàm là chỗ có Phật có pháp thì Bồ Tát đều đi đến đó rộng tu cúng dường. Mười phương chư Phật phát tâm đại Bồ Đề như vậy thì vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Từ niệm chúng sinh chẳng tạm rời, lìa các não hại lợi ích khắp, quang minh chiếu đời làm chỗ tựa, thập lực hộ niệm khó nghĩ bàn. Bồ Tát phát tâm đại Bồ Đề thường thường từ niệm tất cả chúng sinh, chẳng tạm thời quên chúng sinh, muốn làm cho lìa khỏi não hại chúng sinh, khắp lợi ích cho tất cả chúng sinh. Bồ Tát phóng quang minh chiếu tất cả thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh đến quy y Tam Bảo, dùng thập lực của Phật để hộ niệm tất cả chúng sinh, tu hạnh môn không thể nghĩ bàn. Mười phương cõi nước đều hướng vào, tất cả sắc hình đều thị hiện, như Phật phước trí rộng vô biên, tùy thuận tu nhân chẳng chấp trước. Bồ Tát đến hết thảy cõi nước trong mười phương để cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sinh, đều thị hiện tất cả hình sắc. Ngài có phước đức và trí huệ giống như Phật, rộng lớn vô biên, lại hay tùy thuận tất cả Phật pháp mà tu hành, luôn luôn thuận chúng sinh hành Bồ Tát đạo. Tại nhân địa tu đủ thứ hạnh môn, lại phải đừng chấp trước. Chỗ diệu của Phật pháp là phá chấp trước của chúng sinh. Tại sao chúng sinh ích kỷ, nhìn chẳng thấu buông chẳng đặng? Là vì có sự chấp trước. Chấp trước đất nước, chấp trước nhà, chấp trước thân, chấp trước tất cả của cải sở hữu của mình, do đó mà có vô lượng phiền não. Có cõi hình ngửa hoặc nghiêng úp, thô tốt rộng lớn vô lượng thứ, Bồ Tát khi phát tâm tối thượng đều hay qua đến chẳng chướng ngại. Có thế giới là hình trạng ngửa hoặc hình trạng nghiêng úp, có thế giới thô tức là đầy ác năm trưởng, có thế giới tốt tức là thế giới cực lạc, có thế giới rộng lớn, có thế giới nhỏ bé, thế giới vô lượng vô biên loại. Bồ Tát một khi phát tâm Bồ Đề thì hay qua đến hết thảy thế giới rộng tu cúng dường giáo hóa chúng sinh mà chẳng có mọi chướng ngại. Bồ Tát thắng hạnh không thể nói, đều sinh tu tập chẳng chấp trước, thấy tất cả Phật thường vui mừng, khắp vào trong biển pháp thâm sâu. Bồ Tát tu hạnh môn thù thắng là không thể nói, ngài đều sinh tu tập đủ thứ hạnh môn mà chẳng có sự chấp trước, thấy được tất cả Phật thì tâm luôn vui mừng, khắp vào trong biển trí huệ thâm sâu của Phật. Thường xót năm nẻo các quần sinh, khiến trường dơ bẩn được thanh tịnh, tiếp tục giống Phật không đoạn tuyệt, phá tan cung ma chẳng còn sót. Bồ Tát từ bi thường xót địa ngục ngạ quỷ súc sinh, tu la loài người, năm nẻo chúng sinh khổ não nhất. Tại sao chúng ta đọa vào trong năm nẻo? Vì tâm tham sân si quá nặng, dơ bẩn quá sâu dày, cho nên phải quét sạch dơ bẩn, khôi phục lại sự thanh tịnh vốn có. Phải tiếp tục giống Phật, khiến cho đường đoạn tuyệt, phải phá tan cung điện của ma vương, khiến chẳng còn sót thừa. Đã trụ Như Lai tánh bình đẳng, khéo tu đạo phương tiện vi diệu, nơi cảnh giới Phật khởi tâm tin, được Phật quán đảnh tâm chẳng chấp. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề đã trụ ở trong biển tánh bình đẳng của Phật, khéo tu hành đủ thứ pháp môn phương tiện vi diệu, đối với hết thảy cảnh giới của Phật và pháp nói ra, tin sâu chẳng nghi, cho nên được chư Phật quán đảnh thì tâm chẳng chấp trước. Tại sao? Vì đã là một thể với pháp giới hư không giới, cho nên chẳng dính mắc. Nghĩ nhớ báo ân đấng lưỡng túc, tâm như kìm càng không thể hoại, nơi Phật tu hành chiếu thấu được, tự nhiên tu tập hạnh Bồ Đề. Đấng lưỡng túc tức là Phật, vì phước huệ đều đầy đủ, thọ trời người tôn kính, trong niệm niệm báo ân Phật, ân chúng sinh, tâm tu đạo Bồ Tát kiên cố như kim cang, có sức kiên cố quang minh sắc bén, bất cứ sức lực gì cũng chẳng hoại được, tức có nghĩa là không thể thay đổi tư tưởng tu đạo. Người tu đạo Bồ Tát thì ban đầu phát tâm đến niệm cuối cùng đều phải như kim cang, tức chẳng thối chuyển tầm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu đạo phải có tinh thần quán triệt thủy chung, không thể lúc nóng lúc lạnh. Đối với pháp của Phật tu hành,
thì dùng trí huệ quang chiếu thấu, tự nhiên sẽ thường tu tập pháp môn hạnh Bồ Đề. Người tu đạo phải càng ngày càng tinh tấn, càng ngày càng nhẫn nại. Tu đạo giống như thuyền đi ngược dòng, chẳng nỗ lực tinh tấn thì bị cảnh giới ngược dòng làm lay chuyển mà thối lùi. Nhẫn nại là pháp môn tu đạo bậc nhất, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, không thể thọ cũng phải thọ. Làm được như thế thì mới thành tựu hạnh Bồ Đề. Các cõi khác nhau nghĩ vô lượng, nghiệp quả và tâm cũng chẳng một, cho đến căn tánh đủ thứ thù, khi phát tâm lớn đều thấy rõ. Các cõi có đủ thứ sự khác nhau, mỗi loại chúng sinh nghĩ tưởng vô lượng vô biên. Chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo cũng chẳng giống nhau, tâm niệm cũng khác nhau, cũng chẳng phải một, cho đến căn tánh của chúng sinh cũng có đủ thứ khác nhau. Khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì nghiệp báo tâm niệm căn tánh đều thấy rõ. Tâm đó rộng lớn đồng pháp giới, không nương không đổi như hư không, hướng về Phật trí chẳng chấp lấy, thấu rõ thật tế lìa phân biệt. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tâm của các ngài rộng lớn vô biên, đồng với pháp giới chẳng chỗ nương tựa, chẳng chỗ thay đổi như hư không. Ngài hướng về trí huệ của Phật nhưng chẳng thủ lấy, do đó vô trí diệt vô đắc. Ngài thấu rõ lý thể chân thật để khỏi tất cả sự phân biệt, biệt tâm chúng sinh không sinh tưởng, thấu đạt các pháp không pháp tưởng, tuy khắp phân biệt chẳng phân biệt, ức na do cõi đều qua đến. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề biết tâm của chúng sinh nhưng không vọng tưởng chúng sinh, vì Bồ Tát là lìa tướng, Bồ Tát là thâm nhập kinh tạng, cho nên trí huệ như biển, thấu đạt đạo lý các pháp thật tướng, nhưng chẳng có chấp trước, chẳng có chúng sinh tưởng, chẳng có ngã tưởng, cũng chẳng có pháp tưởng. Tuy nhiên vào khắp tất cả thế giới giáo hóa tất cả chúng sinh, nhưng chẳng có phân biệt. Nếu có một ước na do thà có Phật thì Bồ Tát đều đi đến gần gũi chư Phật, lễ bái chư Phật, cúng dường chư Phật. Vô lượng chư Phật diệu pháp tạng, tùy thuận quán sát đều vào được. Chúng sinh căn hạnh thảy đều biết, đến nơi như vậy như Thế Tôn. Vô lượng diệu pháp tạng của chư Phật, Bồ Tát đều tùy thuận quán sát mà thâm nhập trong pháp tánh Như Lai. Hơi thảy căn tánh và hành vi của chúng sinh, Bồ Tát đều biết hết. Bồ Tát hay sinh vào nhà Pháp Vương, đến được địa vị tôn quý nhất. Thanh tịnh đại nguyện luôn tương ưng, ưa cúng Như Lai chẳng thối chuyển, trời người thấy được chẳng nhàm đủ, thường được chư Phật luôn hộ niệm. Bồ Tát phát đại nguyện đại hạnh thanh tịnh luôn luôn tương ưng, nghĩa là tu hành theo nguyện mà mình đã phát, ưa tu pháp môn cúng dường mười phương ba đời tất cả chư Phật, vĩnh viễn chẳng thối tâm cúng dường. Trời và người thấy được vị Bồ Tát đó phát tâm Bồ Đề thì luôn sinh tâm hoan hỷ, mà chẳng có tâm nhằm hỏi biết đủ, cho nên thường được mười phương chư Phật hộ niệm. Tâm đó thanh tịnh chẳng chỗ nương, tuy quán pháp sâu mà chẳng chấp, suy ngẫm như vậy vô lượng kiếp, ở trong ba đời chẳng chấp trước. Trong tâm Bồ Tát thường thanh tịnh, chẳng có chút tư tưởng nhiễm ô nào. Tuy nhiên hay quan sát pháp vi diệu thâm sâu nhưng chẳng thủ trước, minh bạch tất cả pháp mà chẳng chấp trước tất cả pháp, suy ngẫm nghĩa sâu tất cả pháp như vậy, trải qua vô lượng kiếp thời gian, đối với pháp chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai nói đều chẳng chấp trước. Tâm đó kiên cố khó phá hoại, hướng Phật Bồ Đề chẳng chướng ngại, chí cầu diệu đạo trừ mê hoặc, đi khắp pháp giới chẳng mệt nhọc. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, tâm đó rất kiên cố như kim cang, chẳng cách chi phá hoại được. Ngài thú hướng về chư Phật Bồ Đề đại đạo chẳng có chướng ngại, lập chí truy cầu đạo quả vi diệu, trừ khử đủ thứ ngu tối mê hoặc, đi khắp pháp giới đến hết thảy thế giới để giáo hóa chúng sinh, chịu khổ chịu nhọc, tuyệt đối chẳng nhàm khổ nhọc. Biết pháp lời lẽ đều vắng lặng, nhưng vào chân như rất hiểu khác. Cảnh giới chư Phật đều thuận quán, thông đạt ba đời tâm chẳng ngại. Bồ Tát biết pháp lời lẽ đều vắng lặng, nhưng Ngài vào lý thể chân như, đề bà tri kiến chẳng tránh quyết, hết thảy cảnh giới của mười phương chư Phật. Ngài đều tùy thuận quán sát, thông đạt pháp của chư Phật ba đời, trong tâm chẳng có quái ngại. Bồ Tát mới phát tâm rộng lớn, nên qua đến được mười phương cõi, pháp môn vô lượng không thể nói, trí quan chiếu khắp đều thấy rõ. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, khi mới bắt đầu phát tâm rộng lớn thì hóa thân của Bồ Tát đến qua đến được mười phương cõi Phật để cúng dường chư Phật. Tuy pháp môn nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết, nhưng đại trí huệ quang minh của Bồ Tát chiếu khắp tất cả các pháp thật tướng thảy đều thấu suốt. Đại bi rộng độ chẳng gì bằng, tâm từ khắp cùng đồng hư không, mà nơi chúng sinh chẳng phân biệt,
thanh tịnh như vậy du thế gian. Bồ Tát có tầm đại bi, bi hay diệt trừ tất cả khổ chúng sinh và hay rộng độ tất cả chúng sinh thoát ba cõi. Tầm đại bi đó cao thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. Từ hay ban cho tất cả chúng sinh an vui, dùng tâm từ để cứu hộ khắp tất cả chúng sinh đồng như hư không. Đối với chúng sinh một luật bình đẳng, chẳng có phân biệt. Bất luận chúng sinh có căn lành hoặc chẳng có căn lành, đều xem bình đẳng giáo hóa khắp. Bồ Tát dùng hành vi thanh tịnh như vậy du hóa tất cả thế giới. Mười phương chúng sinh đều an ủi, tất cả việc làm đều chân thật, luôn dùng tâm tịnh lời chẳng khác, thường được chư Phật cùng gia hộ. Mười phương chúng sinh đều được an ủi, chẳng có khó khăn, chẳng có chướng ngại, tất cả việc làm đều chân thật, chẳng có hư vọng. Tâm của Bồ Tát luôn luôn thành tịnh, chẳng nói hai lời, cho nên thường được mười phương chư Phật cùng đến để gia bị và bảo hộ. Trong Kinh Phương Đẳng có một đoạn kinh văn rằng, Phật Thế Ca nói với Bồ Tát Lôi Âm, thuở xưa có vị Phật, danh hiệu là Đàn Hoa Phật, vị Phật đó vào Niết Bàn rất lâu. Thời đó ta và ngươi như nhau đều là Bồ Tát, đương thời lại có một vị Bồ Tát, hiệu là Thượng Thủ Bồ Tát, hóa làm khất sĩ tỳ kheo, vào trong thành Ôm Bát Khất Thực. Lại có một vị tỳ kheo khác, hiệu là Hằng Già tỳ kheo. Ông ta hỏi vị khất sĩ, xin hỏi ngài từ đâu đến? Vị khất sĩ đáp, tôi từ trong chân thật đến. Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi, gì là chân thật? Vị khất sĩ đáp, tướng vắng lặng gọi là chân thật. Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi, trong tướng vắng lặng có chỗ cầu, chỗ không chỗ cầu? Vị khất sĩ đáp, không chỗ cầu. Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi, không chỗ cầu, tại sao phải cầu? Vị khất sĩ đáp, có sở cầu, tất cả đều không, được cũng không, trước cũng không, thật cũng không, cầu cũng không, lời cũng không, hỏi cũng không, vắng lặng niết bàn, tất cả hư không, tất cả thế giới cũng đều là không, ta vì pháp không thứ lớp như vậy mà cầu chân thật. Tỳ kheo Hằng Già lại hỏi, Bồ Tát cầu nơi nào? Vị khất sĩ đáp, cầu trong cầu lục độ Ba La Mật. Tỳ kheo Hằng Già nghe vị khất sĩ đáp như vậy rồi, bèn sinh tâm đại hoan hỷ, mới đem thân mình đi bán, được số tiền mang đến cúng dường vị khất sĩ, hóa thân của Bồ Tát Thượng Thủ. Có thể thấy người thời xưa, vì pháp mà quên mình, nghe pháp bán thân, phát tâm rộng lớn, để cúng dường Tam Bảo, tinh thần như vậy thật là đáng quý. Quá khứ hết thảy đều nghĩ nhớ, vị lai tất cả đều phân biệt, khắp vào trong mười phương thế giới, vì độ chúng sinh khiến thoát khỏi. Quá khứ chư Phật thường nghĩ nhớ Bồ Tát ban đầu phát tâm, vị lai chư Phật cũng thường phân biệt để gia hộ Bồ Tát ban đầu phát tâm, khắp vào trong mười phương tất cả thế giới, vì độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đắc được an vui. Bồ Tát đầy đủ diệu trí quang, khéo rõ nhân duyên chẳng hoài nghi, tất cả mê hoặc đều dứt trừ, như vậy du hành nơi pháp giới. Bồ Tát ban đầu phát tâm đầy đủ trí huệ quang minh vi diệu, khéo thấu rõ tất cả nhân duyên quả báo, đối với nhân quả báo ứng chẳng có hoài nghi, vì thấy sự việc gì thì thấu hiểu sự việc đó, cho nên dứt trừ tất cả sự mê hoặc. Bồ Tát có đại trí huệ như thế nên du hóa nơi pháp giới.